Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 160. Một đóa ném cho hắn, một đóa vứt về phía Yến Xích Hà. Dương Bách Xuyên cầm kiếm chém hoa quỷ mẫu thành hai nửa. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy giọt nước trong suốt trong hoa quỷ mẫu bản ra một phương tám hương, sau đó bốc hơi biến mất. Dương Bách Xuyên biết chất lỏng trong suốt kia là quỷ mẫu hoa lệ. Chỉ cần rời khỏi hoa sẽ bốc hơi, cho nên phải dùng bí pháp đặc thù để cất chứa chúng. Hơn nữa sau khi hoa quỷ mẫu rời khỏi cây, hoa lệ bên trong cũng chỉ có thể bảo tồn trong nửa canh giờ, sau nửa canh giờ sẽ bốc hơi. Dương Bách Xuyên biết được những điều này thông qua sách Kỳ Quân Đan. Nhưng hắn không nghĩ ra được ba người Đông Nhan muốn làm gì. Không lẽ muốn lãng phí quỷ mẫu hoa lệ? Nếu như vậy, lãng phí xong hắn ta cũng không chiếm được gì. Chắc chắn có âm mưu. Bên kia Yến Xích Hà cũng đánh nát hoa quỷ mẫu. Còn hoa quỷ mẫu trong tay Tuyết Hương. Đông Nhan nở nụ cười âm hiểm, nổ. Sau đó hoa quỷ mẫu trong tay Tuyết Hương cũng nổ. Ba người cùng nhìn về phía Đông Nhan. Đông Nhan cười to nói, Dương Bách Xuyên, ta tặng cho ngươi một câu, rừng càng già càng két, hưởng thụ sự lợi hại của yêu thụ quỷ mẫu đi, ha ha ha. Đương nhiên nếu ngươi nói cho lão phu bí pháp thu thập quỷ mẫu hoa lệ, lão phu có thể giúp các ngươi bớt chịu tội. Đối với bổn tọa, còn kém lắm, vốn dĩ bổn tọa hy vọng ngươi ngoan ngoãn giao ra bí pháp sẽ bỏ qua cho ngươi, hiện tại xem ra không có ngươi nếm chút đau khổ, không biết trời cao đất rộng. Đừng tưởng rằng bổn tọa không biết trên người ngươi còn có đạo phù khắc văn, hiện tại bổn tọa muốn cả hai. Dương Bách Xuyên nghe vậy biết lão bất tử này có âm mưu. Hắn đang suy nghĩ, toàn bộ tiểu không gian bắt đầu chấn động. Rắc, ầm, a, Yến Xích Hà kêu thảm thiết. Hắn và Tuyết Hương cùng kêu lên, cẩn thận. Lúc này bọn họ thấy được sau lưng đối phương xuất hiện dây mây. Rầm rầm, Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương cùng ra tay phản kích. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long chém lên dây mây. Lại nhìn Tuyết Hương, giữa trán Tuyết Hương có phù văn lập lòe, giống như, không chịu ảnh hưởng, sau đó cả người Tuyết Hương lóe sáng, một hơi thở cường đại tản ra. Sau đó Tuyết Hương phát ra tiếng thét dài gào. Tuyết Hương hóa thành bản thể. Một thân hình dài hơn 100 mét xuất hiện, yêu khí cường đại ngút trời. Ba người Đông Nhan vẫn tản ra dòng khí màu đen tránh ở phía xa, dây mây. Quỷ dị không hề tổn thương bọn họ. Nhìn thấy vậy, Dương Bách Xuyên hiểu ra, Đông Nhan bóp vỡ đan dược màu đen để né tránh dây mây quỷ dị này. Hắn và Tuyết Hương cùng Yến Xích Hà đánh nát nụ hoa quỷ mẫu, làm cho dây mây có cơ hội tấn công, hiện tại ba người bọn họ trở thành đối tượng công kích của dây mây. Đến lúc này, Dương Bách Xuyên cho rằng đã hết dây mây, đi về phía Yến Xích Hà xem xét vết thương cho hắn ta. Sau khi Tuyết Hương hóa thành bản thể sẽ rất cường đại, tạm thời hắn không cần lo lắng. Dù sao Yến Xích Hà cũng là kim tiên sơ phẩm, sức chống cự trước dây đăng quỷ dị vẫn kém rất nhiều. Dương Bách Xuyên đang định thu Yến Xích Hà vào không gian hồ Càn Khôn, nếu không tiếp theo không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Yến Xích Hà là người hầu đầu tiên hắn thu nhận ở tiên giới nên hắn không hy vọng hắn ta chết. Đột nhiên Dương Bách Xuyên cảm nhận được trên đầu có dị động. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lăn ra chỗ khác, nắm lấy Yến Xích Hà thu vào không gian hồ Càn Khôn, lúc ngẩng đầu lên, Dương Bách Xuyên chấn động, ra. Đầu tên dại. Bởi vì hắn thấy được vô số dây mây, mỗi một dây mây đều di chuyển với tốc độ cực nhanh, mục tiêu là hắn và Tuyết Hương. Đông Nhan và hai tên thủ hạ bao phủ trong dòng khí đen nên không bị dây mây tấn công. Dương Bách Xuyên biết bọn họ đã trúng kế của Đông Nhan. Cũng may hắn đã thu Yến Xích Hà vào không gian hồ Càn Khôn, bây giờ hắn và Tuyết Hương có thể đánh thoải mái. Lôi điện vang vọng trong tiểu không gian. Dây mây xuất hiện ở các góc khác nhau, không thể đếm được có bao nhiêu dây mây. Dù sao hắn ngẩng đầu thấy xung quanh hắn và Tuyết Hương đều là dây mây và lôi. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy không biết nên đối phó thế nào. Trong tình huống này, hắn cũng chỉ có thể phản kích theo bản năng. Múa may kiếm đầu long, cố gắng phản kích bốn phía. Ầm ầm ầm, rắc rắc, tiếng va chạm và tiếng lôi điện nổ tung. Dương Bách Xuyên cảm nhận được một sự vô lực. Bởi vì hắn phát hiện không thể phòng ngự phản kích không góc chết. Chủ yếu có quá nhiều dây mây xuất hiện trống rỗng. Không thể đề phòng. Không chỉ vậy, sau khi xuất kích va chạm với dây mây, luôn sẽ bị âm lôi trên dây mây truyền vào trong người, tương đương bị sét đánh. Toàn thân chết lặng. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên triệu hoán tiên y, hắn vẫn có chút của cải. Tiên y này lấy từ động luyện đan kỳ quân, bình thường đều dựng dưỡng trong cơ thể. Cảm giác bị dây mây quất đánh quá khó chịu. Có tiên y phòng ngự, cho dù bị đánh cũng có thể dễ chịu một chút.
dùng tâm khiếu cảm ứng tránh né dây mây. Đột nhiên nghe thấy Tuyết Hương truyền âm. Dương Bách Xuyên rất muốn nói hắn vẫn luôn dùng tâm khiếu cảm ứng, nhưng lại không thể dùng được, bởi vì dây mất xuất hiện trống rỗng, chỗ nào cũng có, không thể cảm ứng. Muốn phản bác Tuyết Hương, nhưng đúng lúc này hắn thấy được Tuyết Hương bơi lội tránh né với thân hình khổng lồ trên đỉnh đầu hắn. Thân hình hơn 100 mét bao vây hắn ở bên trong. Lúc này Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được dây mây quỷ dị đã biến. Mất. Hắn biết Tuyết Hương đang ngăn cách, bảo vệ hắn dưới thân hình khổng lồ của nàng. Lúc này Tuyết Hương ngẩng đầu gầm lên, thân thể sáng lên, ngăn cản đám dây mây tấn công. Dương Bách Xuyên vô cùng cảm động, cũng lo lắng cho Tuyết Hương. Tuyết Hương, đừng để ý đến ta có thể đỡ được. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Tuyết Hương bảo vệ chính mình, không nhịn được lên tiếng. Đối với hắn, một đại nam nhân phải bị một nữ nhân bảo vệ, đây là chuyện không thể chịu được. Dương Bách Xuyên nghĩ chính mình là nam nhỉ, sao có thể để một nữ nhân bảo hộ. Nói xong, hắn nghe thấy Tuyết Hương nói, đám dây mây này không tổn thương được ta có thể bảo vệ ngươi, nhưng nếu tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, ba người Đông Nhan còn như hổ rình mồi, bọn họ là một mối đe dọa lớn với chúng ta. Hiện tại ngươi nhanh chóng cảm ứng tâm hồn, ngươi vẫn chưa hiểu hết tâm hồn cảm ứng, ngươi phải cảm ứng được mới tránh được đòn tấn công của mấy dây mây quỷ dị kia. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên bình tĩnh lại, cũng có chút xấu hổ, trong hoàn cảnh hoảng loạn như này, hắn còn không bình tĩnh bằng một nữ nhân. Tuyết Hương phân tích hoàn toàn chính xác. So với dây mây quỷ dị, ba người Đông Nhan tránh ở nơi xa mới là nguy hiểm lớn nhất. Cho nên Tuyết Hương nói rất đúng, đầu tiên hắn phải có năng lực đối phó với đám dây mây kia, mà chỉ có tâm hồn cảm ứng mới đối phó được chúng. Dương Bách Xuyên biết vừa rồi chính mình bị mất bình tĩnh, tâm loạn, không. Làm được gì, đừng nói đến cảm ứng. Tu vi của Tuyết Hương cao hơn hắn, có sẵn thiên phú thần thông cảm ứng, mặc dù nàng không có kinh nghiệm vào đời. Nhưng kiến thức về tu luyện lại rộng hơn hắn. Cho nên Dương Bách Xuyên nghe xong kiến nghị của Tuyết Hương, hít sâu nhắm mắt cảm nhận sự biến hóa của tâm hồn. Hắn biết cục diện trước mắt rất bất lợi với bọn họ, nơi này ngoài ba người Đông Nhan còn có yêu thụ quỷ mẫu. Đến bây giờ yêu thụ quỷ mẫu vẫn không có động tĩnh lớn gì, điều này cực không hợp lý. Theo lý bọn họ gây ra động tĩnh lớn như này, yêu thụ quỷ mẫu phải ra tay từ lâu rồi mới phải, nhưng không. Ngay cả dây mây quỷ dị kia cũng do Đông Nhan cố ý động vào hoa quỷ mẫu, sau đó mới xuất hiện. Chắc chắn yêu thụ quỷ mẫu chân chính còn khủng bố hơn dây mây nhiều, nhưng không biết vì sao vẫn chưa xuất hiện. Lời đề nghị của Tuyết Hương vô cùng chính xác. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trong tim, loại cảm giác chính xác đã từng tìm được Yến Xích Hà lại xuất hiện. Trong bóng tối vô tận, Dương Bách Xuyên lại thấy được một thể sáng khổng lồ. Hắn biết đó là bản thể của Tuyết Hương. Vẫn giống như lần trước, hắn có thể cảm nhận được phạm vi 100 mét. Trong 100 mét, ngoài cảm nhận được Tuyết Hương, Dương Bách Xuyên còn phát hiện một tồn tại bạch quang. Điều này khiến cả người Dương Bách Xuyên run lên, hắn biết những đốm bạch quang này chắc chính là nhánh cây mây. Nhưng trong cảm nhận của hắn, chúng đều chỉ là đốm sáng, không có hình dạng. Dương Bách Xuyên biết rõ đây là vì tâm hồn cảm ứng của hắn mới vừa mở ra, vẫn chưa đủ mạnh mẽ, nếu không có lẽ sẽ cảm ứng được rõ hơn. Theo lời Tuyết Hương nói, tâm hồn của hắn vẫn có thể tiến bộ. Còn tiến bộ thế nào thì phải dựa vào bản thân hắn thôi. Thiên phú tâm hồn nằm ở trái tim, trọng điểm vẫn là phải bắt đầu từ trái tim. Từ sau lần trước nhận được một giọt tinh huyết của chim thần ma, hắn phát hiện trái tim của hắn đã hơi khác trước kia, nhưng cụ thể khác ở chỗ nào thì hắn chưa có thời gian quan sát tỉ mỉ, cũng chưa tìm hiểu sâu. Lúc này, hắn coi như bị đồn đến đường cùng, không được cũng phải thử. Hắn phải nghiên cứu xem rốt cuộc trái tim của bản thân có chỗ nào khác. Bên ngoài tạm thời có Tuyết Hương bảo vệ, sẽ không có chuyện gì. Sau khi tâm thần chìm vào trái tim, Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm ngộ, ngoài có thể thấy những đốm sáng trong bóng tối vô biên, hình như cũng không có thay đổi gì. Ấn tượng giống hệt lần đầu tiên, hoàn toàn không có thay đổi. Đây là chuyện gì? Mặc kệ hắn nhìn từ góc độ nào, cảm ngộ cẩn thận tới đâu, cũng đều không thấy thay đổi. Dương Bách Xuyên cảm thấy chắc chắn là có chỗ nào đó không đúng. Chỉ là trong phút chốc hẳn không nghĩ ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Đương nhiên hắn biết càng vào lúc này càng không thể sốt ruột, nếu không hoàn toàn sẽ không thể có thu hoạch. Nghĩ thật kỹ từ đầu tới cuối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghĩ lại lời Tuyết Hương giảng giải với hắn, tâm hồn cảm ứng là bắt đầu từ trái tim. Nói cách khác trái tim chính là nguồn gốc. Hơn nữa hắn còn nhớ. Năng lực tâm hồn này là do hôm đó lúc tu luyện chim,
thần ma nhỏ một giọt tinh huyết vào trái tim của hẳn nên mới có. Trong nháy mắt nghĩ đến tim và máu, đầu óc Dương Bách Xuyên chợt nổ vang. Cuối cùng hẳn cũng biết không đúng chỗ nào rồi. Máu. Đúng, chắc chắn là máu. Nguồn cung cấp máu cho toàn bộ cơ thể người chính là trái tim. Còn trái tim liên kết với các mạch máu trên cơ thể, tức là chỗ căn nguyên của nhục thể. Mặc dù lúc trước hắn có tu luyện tôi luyện, còn có càn khôn tôi thể quyết tương ứng, nhưng lại cho rằng tu luyện tôi thể, chỉ là cường hóa nhục thể. Tôi luyện đến trình độ kim cương bất hoại chỉ là tu luyện nhục thể. Về sau hắn càng không quan tâm chuyện tu luyện nhục thể, bởi vì hẳn cảm thấy tu luyện nhục thể đến cuối cùng hoàn toàn không có tác dụng. Tại sao Dương Bách Xuyên lại có suy nghĩ này? Lúc đó vì điều kiện đầu tiên tôi luyện nhục thể rất khó khăn, rất hà khắc, nào là dùng nước lửa tôi luyện, nào là lôi điện tôi luyện v.v. Phải dựa vào lịch luyện ngoại giới để tôi luyện nhục thể, không chỉ lo có thể tìm kiếm ngoại lực hay không, mà còn rất nguy hiểm. Như vậy cũng thôi đi, mấu chốt là sau khi tôi luyện còn chưa chắc đã có tác dụng. Tôi luyện tu luyện nhục thể đến cuối cùng căn bản rất khó tiến thêm một bước nữa. Năm đó ở tu chân giới, nhục thể hắn tôi luyện đã rất mạnh, nhưng như vậy thì thế nào? Khi đối mặt với cao thủ pháp lực mạnh mẽ, thần thông mạnh mẽ, người ta chỉ cần đánh một đòn thần thông thiên phú mạnh mẽ đã có thể đánh nổ nhục thể, thậm chí còn không chặn nổi pháp thuật thần thông của người ta. Ví dụ như bây giờ, hắn hoàn toàn không dám dùng nhục thể để chặn nhánh cây mây quỷ dị, bởi vì không chặn được, cho nên hắn đã mặc tiên y. Hơn nữa người tu luyện hắn tiếp xúc từ tu chân giới đến tiên giới, về cơ bản gần như không có một tồn tại nào chuyên tu luyện nhục thể. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên phát hiện hình như bản thân đã nhầm lẫn về tu luyện nhục thể. Mặc kệ là tôi luyện nhục thể bằng cách nào, căn nguyên cuối cùng đều không thể rời khỏi sự tuần hoàn của máu, nói cách khác là sự cung ứng của trái tim. Trong trái tim có thể xuất hiện năng lực như tâm hồn cảm ứng, chứng tỏ nhục thể cũng có thần thông thiên phú mạnh mẽ, tất nhiên gọi là thần thông thiên phú có thể không chính xác lắm, nhưng sự thật chính là như vậy. Trái tim quan trọng không? Rất quan trọng, có thể nói trái tim là căn nguyên của nhục thể. Cho nên lúc này Dương Bách Xuyên đã thấy trên nhục thể giống như sắp mở ra một cánh cửa mới, nhưng làm sao để mở ra? Đây là một suy nghĩ mơ hồ. Thế nhưng sau khi suy nghĩ này xuất hiện, tần suất trái tim của hắn đập càng nhanh hơn, điều này chứng tỏ kết quả hắn nghĩ tới là chính xác. Người không biết, nhưng tim biết, nhục thể, máu, trái tim, thần thông. Những từ vựng này dần dần hình thành trong đầu hắn, giống như muốn liên kết với nhau. Chỉ là vẫn còn thiếu cái gì đó. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên chợt lóe lên ý tưởng, hắn nghĩ đến một từ vựng, công pháp. Công pháp tôi luyện nhục thể. Tu luyện phải cần công pháp, tôi luyện nhục thể cũng cần công pháp. Đây là một bước ngoặt trung gian. Cũng là một chìa khóa. Chìa khóa để mở bí mật về nhục thể. Hắn có công pháp tôi luyện nhục thể, là hồi trước đột nhiên xuất hiện trong đầu, nhưng khi đó lão đầu từng nói đó là công pháp nhục thể bình càn khôn ban cho hắn, càn khôn tôi thể quyết. Chỉ là rất lâu rồi Dương Bách Xuyên không tu luyện. Hơn nữa lúc ở tu chân giới, hắn đã tôi luyện nhục thể đến cảnh giới lưu ly, đạt đến độ cao tôi luyện khi đó. Bây giờ sau khi đến tiên giới, rất rõ ràng công pháp tôi luyện sử dụng ở tu chân giới không còn thích hợp sử dụng nữa. Lúc này hắn đã phi thăng thành tiên. Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên nhớ tới Càn Khôn Chỉ Linh. Càn Khôn ra đây, ta cần công pháp tôi luyện nhục thể. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên lập tức trao đổi với Càn Khôn Chỉ Linh. Tiểu tử ngươi cũng không ngốc, ta còn tưởng ngươi không quan tâm đến tôi luyện nhục thể nữa chứ. Càn Khôn Chỉ Linh giống như biết trong lòng Dương Bách Xuyên đang nghĩ cái gì. Sau khi thành tiên có thể tiếp tục tu luyện nhục thể ư? Ngươi hiểu bao nhiêu về tu luyện nhục thể? Có công pháp tu luyện nhục thể cho giai đoạn ở tiên giới không? Dương Bách Xuyên hỏi một lèo ba câu. Tiểu tử ngươi vội cái gì? Ta sẽ trả lời ngươi từng câu một. Càn Khôn Chỉ Linh biếng nhác nói. Nói thừa, ngươi không biết bây giờ bên ngoài là tình huống gì à? Ta nhất định phải nghiên cứu vận dụng thông suốt tâm hồn, hiểu cái gì thì nói thẳng đi. Dương Bách Xuyên không khách sáo với Càn Khôn Chỉ Linh. Hừ. Yên tâm, Tiểu Côn Long bảo vệ ngươi có thực lực không tệ, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Càn Khôn Chỉ Linh lẩm bẩm nói. Nhưng nó cũng biết hoàn cảnh của Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương nên nói tiếp, công pháp giống Càn Khôn Tạo Hóa Quyết ngươi từng tu luyện, đều là phiên bản nâng cấp rồi, tất nhiên là công pháp tôi luyện càng toàn diện hơn, bây giờ sẽ cho tiểu tử ngươi. Tu luyện nhục thể gì đó, ngươi hỏi một linh hồn pháp khí như ta không phải uổng công hỏi à? Mặc dù ta không hiểu nhục thể của nhân tộc các ngươi. Nhưng ta nhớ lão chủ nhân tạo ra ta từng nói chuyện liên quan tới nhục thể, cụ thể là gì thì thời gian lâu quá nên ta không nhớ rõ lắm, nhưng ta nhớ rất rõ một câu,
Lão chủ nhân từng nói, nhục thể của loài người chính là một kho tàng lớn, trái tim giống như đạo nguyên do tu luyện pháp lực tạo ra, thậm chí có thể càng thần bí hơn. Nếu như có thể gây dựng, thì sẽ không hề thua kém tu luyện pháp lực. Cho nên tiểu tử ngươi quan tâm tu luyện nhục thể là đúng rồi, còn cái khác thì ta không giúp được gì cho ngươi. Cho ngươi công pháp nhục thể, tự nghiên cứu đi. Minh Càn Khôn vừa dứt lời, trong đầu Dương Bách Xuyên đã có thêm một vài thông tin, quan sát kỹ thì thấy chính là công pháp Càn Khôn Tôi Thể Quyết, đơn giản hơn lúc trước, nhưng cũng huyền diệu hơn. Hiện giờ hắn cần tìm tuyến đường vận chuyển tôi luyện, xem tình hình máu tuần hoàn khắp cơ thể, cuối cùng trở lại xem tình hình trái tim thế nào. Nếu giữa tim và máu thật sự giống như hắn suy đoán, vậy thì năng lực tâm hồn cảm ứng chắc chắn sẽ xảy ra thay đổi. Trọng điểm là hắn cũng sẽ mở ra một cánh cửa lớn về tu luyện nhục thể. Điều này sẽ có ý nghĩa to lớn đối với con đường tu luyện sau này của hắn. Dương Bách Xuyên hít sâu, bắt đầu vận chuyển tu luyện theo Càn Khôn Tôi Thể Quyết phiên bản nâng cấp được Càn Khôn Chỉ Linh truyền cho. Sau khi vận chuyển công pháp tôi luyện, trong lòng Dương Bách Xuyên lại hơi ngạc nhiên. Vì hắn phát hiện bây giờ sau khi vận chuyển công pháp tôi thể quả thật có khác biệt rất lớn so với công pháp tôi thể mà hắn tu luyện ở tu chân giới. Tôi thể lúc trước luôn có thể cảm nhận được luồng khí di chuyển từ kỳ kinh bát mạch. Còn lúc này hắn vận chuyển công pháp tôi thể theo bản nâng cấp của Càn Khôn Chỉ Linh, lại cảm nhận được máu đang chảy. Đương nhiên chỉ cần con người còn sống, thì máu vẫn chảy bất cứ lúc nào. Nhưng giờ phút này, Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được máu chảy trước khí lưu trong kinh mạch. Trọng điểm khí lưu vận chuyển của kỳ kinh bát mạch chính là tuyến đường tu luyện nội đan. Nhưng chỉ cần vận chuyển công pháp, kinh mạch sẽ vận hành đầu tiên. Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm nhận được máu trong mạch máu chảy nhanh hơn bình thường rất nhiều. Đột nhiên hắn nghĩ ra phương pháp tu luyện tôi luyện và nội đan là theo tuyến đường khác nhau. Vậy tôi thể và nội đan tự tu luyện riêng, liệu có thể càng thuần túy hơn không? Mặc dù lúc trước tu luyện tôi thể cũng vận hành kinh mạch và chưa từng xảy ra sự cố gì. Bây giờ, Dương Bách Xuyên lại nảy ra ý tưởng kỳ lạ, chuẩn bị làm thử. Lúc vận chuyển công pháp tôi thể, hắn sẽ dựa theo sự di chuyển của máu để tu luyện, hoàn toàn từ bỏ con đường kinh mạch. Chỉ đơn thuần tu luyện tôi thể một lần. Càn Khôn Chỉ Linh cũng từng nói đến lão chủ nhân của nó, tức là người sáng ạo ra bình Càn Khôn đã nói, nhục thể của nhân tộc là kho tàng lớn, hơn nữa trái. Tim là tồn tại giống như đạo nguyên trong người. Nói cách khác, trái tim rất có thể trở thành đạo nguyên thứ hai, trở thành đạo nguyên của nhục thể. Nếu đúng là như vậy, Dương Bách Xuyên rất khó tưởng tượng sau này đại đạo tu luyện của hắn sẽ biến thành thế nào. Nhưng chắc chắn thực lực có thể tăng mạnh. Đạo nguyên nha, mỗi một người chỉ có thể có một, nhưng một người trong người cùng lúc có tới hai đạo nguyên thì sao? Không cần nghĩ cũng biết sẽ có thay đổi long trời lở đất. Dương Bách Xuyên cảm thấy rất có thể. Vì đạo nguyên và trái tim hoàn toàn không cùng đường, thực hư giữa chúng sẽ không có xung đột. Đến lúc đó, trong nội tu có đạo nguyên, trong nhục thể có trái tim, hai hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau có lẽ sẽ sinh ra trên người hắn. Hắn khát vọng có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Sau khi nảy ra, suy nghĩ này bắt đầu điên cuồng sinh sôi trong lòng Dương Bách Xuyên. Hắn lập tức quyết định làm thử. Trong lòng chợt động, hoàn toàn cắt đứt vận chuyển Càn Khôn quyết nội tu, khí lưu kinh mạch cũng biến mất. Chỉ vận chuyển riêng máu. Dương Bách Xuyên có thể thúc giục công pháp tôi thể, cảm nhận tốc độ máu chảy trong mạch máu ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Trong tình huống bình thường, nếu tốc độ máu chảy trong cơ thể người là một thành, thì lần đầu sau khi thúc giục công pháp tôi thể, tốc độ máu chảy là ba thành. Đương nhiên nếu không phải hắn cố cảm nhận, vậy có thể bỏ qua không tính. Còn bây giờ, sau khi hắn hoàn toàn phong bế vận chuyển kinh mạch, chỉ vận chuyển công pháp tôi thể, bỗng chốc tốc độ máu chảy trong mạch máu đã đạt đến tận 10 thành. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận rõ ràng tốc độ này. Cảm giác vô cùng kỳ diệu. Máu chảy trong mạch máu, vận chuyển khắp toàn thân, có cảm giác tê dại, không xuất hiện bất cứ tình huống không thoải mái nào, ngược lại khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hắn cảm nhận thật kỹ tất cả máu đều thông qua mao mạch tụ tập ở động mạch chủ, sau đó tiến vào tim. Có thể sẽ có bất ngờ đợi hắn cũng nên. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên cảm thấy sợ hãi nhưng cũng tràn đầy hưng phấn với suy nghĩ điên cuồng của bản thân. Bởi vì hắn biết một thường thức. Đó chính là thực ra mạch máu của cơ thể con người rất mềm yếu, tức là lúc máu chảy quá nhanh, mạch máu sẽ vỡ. Hắn biết rõ một khi mạch máu khắp người tan vỡ, thì sẽ có hậu quả gì. Có điều nội tâm mách bảo hắn có thể quyết định điên cuồng này chính là lựa chọn không tệ. Bởi vì theo lý thuyết, bản thân con đường tôi thể không nên dựa vào kinh mạch, mà nên lấy máu trong mạch máu làm chính.
nguyên động lực bùng nổ phải là trái tim mới đúng. Hơn nữa vừa rồi máu chảy trong mạch máu mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu cho hắn, không hề thấy không thoải mái. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên lại thúc giục lần nữa, dù sao hẳn cũng cảm nhận được sự vận chuyển của công pháp chưa đạt tới cực hạn. Ngay sau đó, hắn lại thúc giục, tốc độ máu chảy lại tăng gấp bội, đạt đến 20 lần, chảy khắp người và trở về tim. Lúc này nhịp đập của trái tim lại chậm dần, vẫn không đủ. Dương Bách Xuyên tiếp tục thúc giục, vận chuyển máu gấp 30 lần, 40 lần, 50 lần, 80 lần. Mãi đến lúc đạt tới 90 lần, cuối cùng Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được sự khác thường. Lúc này, hắn cảm nhận được máu toàn thân giống như đang bay lên trong mạch máu, đạt đến một tốc độ trước giờ chưa từng có. Cả người hẳn cũng bắt đầu cảm thấy nóng lên, giờ đã đạt tới tốc độ gấp 90 lần, nháy mắt, máu chảy với tốc độ gấp 90 lần trở về tim. Bỗng chốc, trái tim phát ra một âm thanh khiến cả người hắn chấn động, thịch. Giống như tiếng gõ vang chuông cổ, vọng ra từ trái tim. Ngay sau đó sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi rồi. Mỗi lần máu chảy về tim đều sẽ lại xuất hiện tiếng nổ, chảy xuôi trong mạch máu khắp người. Lần này sau khi chảy ra ngoài, Dương Bách Xuyên cảm thấy độ nóng bỏng lại tăng lên gấp mấy chục lần. Loại cảm giác này giống như máu đang bốc cháy trong mạch máu, cũng giống như máu biến thành nước sôi sùng sục. Ai Dương Bách Xuyên không khỏi kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên phát hiện mạch máu đã xuất hiện vết nứt. Phát hiện này khiến sắc mặt hắn thay đổi, vội vàng dừng vận chuyển công pháp tôi thể. Hắn biết nếu như không dừng lại, mạch máu trong người hắn sẽ nổ tung dưới dòng máu chảy nhanh chóng và nóng bỏng này. Vì sau khi dòng máu gấp 90 lần tuần hoàn từ trong trái tim ra ngoài, Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được máu và tim của hắn giống như sắp xảy ra loại dị biến nào đó. Nhưng lúc này, hắn không thể không dừng lại, nếu như mạch máu khắp người bùng nổ, đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lỡ như ảnh hưởng đến trái tim, khiến trái tim bùng nổ, vậy nhục thể của hắn tiêu đời thật rồi. Nhục thể sụp đổ, hắn chỉ có thể dùng thần hồn đoạt xác. Tình huống này không phải điều hắn muốn thấy. Hơn nữa ngay sau đó bi kịch đã xuất hiện. Đột nhiên Dương Mỗ phát hiện. Vậy mà hẳn không thể dừng lại. Hắn không thúc giục công pháp tôi thể, không thúc giục máu chảy nữa, nhưng mà... không thể dừng lại. Xong rồi, lần này chơi lớn rồi. Âm thanh bi thảm kêu gào trong lòng Dương Mỗ, nhưng không thể dừng lại chính là không thể dừng lại. Không những vậy, bi kịch hơn là Dương Mỗ còn phát hiện máu chảy trong mạch máu đang tiếp tục tăng tốc độ. 91, 92. Tốc độ chảy tăng vọt đến 99 lần, cuối cùng đã đạt 100 tròn, lao thẳng đến trái tim. Âm ầm, tiếng nặng nề vang lên. Ngay sau đó là tiếng răng rắc. Âm thanh này là phát ra từ trong trái tim. Dương Bách Xuyên muốn khóc. Bởi vì hắn thấy rõ trên trái tim đã có vết nứt nhỏ. Mẹ ơi, cuối cùng trái tim cũng không thể chịu đựng được, sắp nổ rồi sao? Dương Mỗ khóc không ra nước mắt. Sớm biết vậy đã không tham lam mà thử từng bước một. Giờ thì thành bi kịch thật rồi. Đau. Đau đớn vô cùng vô tận. Truyền ra từ trái tim. Lúc này coi như hắn đã được trải nghiệm cái gì gọi là đau như sát muối một cách chân thực. Nhưng có thể làm thế nào? Vì hắn đột nhiên thấy quả thật trái tim đang nứt toác, hơn nữa còn có vết nứt rất rõ ràng. Nhang hắn lại thấy màu vàng nhạt chiếu ra từ bên trong vết nứt. Cũng trong nháy mắt này, Dương Bách Xuyên cảm nhận được trái tim của hắn lột xác rồi. Thoáng cái mọi thứ xung quanh đều thay đổi, có sự khác biệt hoàn toàn. Dường như, chớp mắt một cái, ý thức của hắn đã thâm nhập vào trong trái tim, để rồi len lỏi khắp cơ thể. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự thay đổi của trái tim mình là lúc suýt nổ an xác sau khi dùng 9 viên kim nguyên chân đan, nhờ chim thần ma nhỏ một giọt máu bản mạng vào trái tim mà tính mạng của hắn được bảo vệ, còn tiện thể phát hiện ra năng lực trái tim. Khi đó, hắn chỉ thấy trong trái tim như xuất hiện một con mắt, sau này hỏi Tuyết Hương mới biết là do hắn có năng lực trái tim. Quay trở về hiện tại, cảm giác của Dương Bách Xuyên lúc này là bản thân đã hoàn toàn điều khiển được con mắt đó, không chỉ thấy rõ hơn mà tầm nhìn cũng mở rộng ra nhiều. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác, chứ không phải trong trái tim hắn mọc ra một con mắt thật. Có điều cảm giác đó vô cùng chân thực và kỳ diệu. Gần như ngay lập tức, Dương Bách Xuyên phát hiện cảm giác đau âm ỉ kia đã biết mất, thay vào đó là sự thoải mái, ấm áp từ tận trong tim. Kế tiếp, vết nứt trên trái tim cũng nhanh chóng khép lại, khôi phục như ban đầu. Giây sau, máu từ tim cũng chảy ngược trở lại, đi đến khắp mọi nơi trên cơ thể. Dương Bách Xuyên cảm nhận được rất rõ những nơi dòng máu đó đi qua sẽ mang tới sự thay đổi trong từng bắp thịt, sức mạnh cường đại thấm sâu vào từng tế bào, mỗi một tấc da tấc thịt,
thậm chí là xương cốt trong người cũng dần dần biến đổi. Mà đây mới chỉ là một lần tôi luyện, lại là một lần tôi thể khác hẳn những lần trong quá khứ. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên biết, suy đoán của hắn là đúng, hắn đã thành công. Quả nhiên, phương hướng chính xác để tu luyện cơ thể là phải lấy trái tim làm trung tâm. Trái tim là nền tảng của cơ thể, còn máu là vật dẫn, lưu lượng máu chảy trong huyết quản sẽ kích thích kho tàng lớn nhất của cơ thể con người, tức trái tim. Tựa như những gì linh hồn Càn Khôn từng nói, trái tim là đạo nguyên thứ hai của cơ thể. Khi trái tim được tôi luyện xong, sự biến thái của sức mạnh của máu sẽ bắt đầu diễn ra. Và đó chính xác là những gì đang xảy ra ở hiện tại. Khi lưu lượng của máu tăng lên gấp trăm lần, giới hạn của trái tim sẽ bị phá vỡ, dưới sự kích thích mãnh liệt đó, tất nhiên trái tim phải biến đổi để thích ứng, cánh cửa dẫn đến kho tàng quý giá ấy cũng mở ra theo. Bằng cách này, máu sẽ thay đổi, không chỉ chữa lành vết thương xảy ra do vụ nổ, mà còn trở ngược vào huyết quản, thẩm thấu đến mỗi một tấc thịt, tấc xương trong cơ thể, để mỗi một tế bào trải qua lễ rửa tội của máu, xảy ra sự biến đổi về chất. Dương Bách Xuyên cảm nhận được trong người hắn lúc này ẩn chứa một sức mạnh cường đại đến từ sự biến đổi của máu và tim. Và cảm giác đó vô cùng mãnh liệt. Hắn biết bản thân đã vô tình rẽ nhầm vào đại đạo. Đương nhiên, thứ rõ ràng nhất chính là sự biến đổi của trái tim. Hắn có thể cảm nhận được, đó là sự biến đổi từ sâu thẳm trong tim. Sự biến đổi đó không thể diễn tả bằng lời, nhưng thật sự có tồn tại. Trước đó hắn đã sở hữu một loại năng lực mà Tuyết Hương gọi là năng lực. Biết trước, có điều chỉ khi bị kẻ thù tấn công thì hắn mới có thể đi trước một bước, tiên tri ra hướng tấn công của kẻ địch. Nhưng bây giờ thì khác, dù núp sau cơ thể cao lớn của Tuyết Hương, được nàng bảo vệ kín kẽ, hắn vẫn cảm nhận được hướng tấn công của những sợi dây leo xuất hiện từ hư vô đang bao quanh Tuyết Hương. Dương Bách Xuyên phát hiện lý do trái tim tiến hóa ra năng lực nhận biết này là để chuyên môn đối phó với thứ dây leo có khả năng xuất hiện bất thình lình kia. Hiện tại, chẳng cần nhắm mắt, tập trung tinh thần thì hắn vẫn có thể cảm nhận được nơi nào sẽ xuất hiện nguy hiểm. Mọi thứ đều bắt nguồn từ trái tim. Hắn rất hưởng thụ cảm giác kỳ diệu này. Tuyết Hương, cực cho ngươi rồi, thả ta ra ngoài đi. Dương Bách Xuyên mở miệng nói thẳng. Hiện tại, hắn đã có đủ tự tin rằng nếu ra ngoài, hắn có thể dễ dàng tránh né đòn tấn công bất thình lình của những dây mây đó. Quan trọng nhất là trên cây chỉ còn lại 6 đóa quỷ mẫu hoa, dù thế nào cũng phải hái được vào tay, tuyệt đối không thể để Đông Nhan phí hoài nó nữa. Thời gian lão bất tử đó đứng một bên xem trò hay đủ dài rồi, giờ Dương Bách Xuyên phải cho ông ta biết thế nào là lễ độ. Thật ra, Dương Bách Xuyên tưởng thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng thực tế lại không phải vậy. Đây chính là sự huyền diệu của đạo tu luyện. Đôi khi cảm thấy chỉ là một thoáng chớp mắt, nhưng thực tế đã qua mấy nghìn năm và ngược lại, có lúc bản thân cảm giác mình đã tu luyện rất lâu, nhưng sự thật là bên ngoài mới qua mấy phút, hoặc chỉ là trong vòng một khoảnh khắc mà thôi. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Tuyết Hương vội xê dịch cơ thể to lớn, để lộ một khe hở. Ích! Cùng lúc này, ở nơi xa xa cách đó độ trăm thước, Đông Nhan và hai gã thuộc. Hạ đang chú tâm quan sát Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương. Chủ thượng, chúng ta có nên ra tay không? Thật không ngờ bản thể của con nghiệt xúc đó lại mạnh tới vậy, đứng trước sự tấn công tới từ bốn phương tám hướng của dây mây quỷ mẫu mà vẫn có thể bình chân như vậy, chẳng hề hấn gì. Hệ quả là thằng nhóc Dương Bách Xuyên được nàng ta bảo vệ bên dưới cơ thể cũng bình an vô sự nốt, nếu cứ tiếp tục thế này, e là không dễ để bắt được hắn, đoạt lấy bí pháp thu hoạch quỷ mẫu hoa lệ đâu. Một gã thuộc hạ vừa quan sát tình hình tại hiện trường, vừa đề nghị. Đúng vậy đó chủ thượng, xem ra nếu chúng ta không châm thêm dầu cho chúng thì không ổn. Gã thuộc hạ còn lại cũng hùa theo. Nghe hai đàn em giải thích xong, Đông Nhan không khỏi thể của yêu tiên này đúng là rất mạnh, nhưng dựa theo tình hình trước mặt lại rất khó làm chúng bị thương. Nguyên ma đan trên người chúng ta có thể giúp chúng không bị dây mây của quỷ mẫu tấn công, nhưng thời gian có hạn, xem chừng không thể một phát là xong ngay được. Thế này đi, hai người các ngươi hãy cầm chân con yêu nghiệt kia, đích thân bổn tọa sẽ đi bắt Dương Bách Xuyên, ép hắn giao lại bí pháp cho chúng ta, bằng không sợ là khó lòng mở được quỷ mẫu môn. Cướp lấy trái tim quỷ mẫu. Vâng, thuộc hạ đã rõ. Ngay lúc ba người kia muốn ra tay thì lại nhìn thấy cơ thể to lớn của Tuyết Hương khẽ di chuyển, sau đó là Dương Bách Xuyên lù lù bước ra từ bên trong. Lão tặc Đông Nhan xem diễn đủ chưa, đến lúc cho ông nếm thử mùi vị bị dây mây quất rồi đấy. Dương Bách Xuyên bật người, nhảy ra phía trước cơ thể cao lớn của Tuyết Hương, sau đó lao vọt về phía ba người Đông Nhân, miệng quát lớn. Trong quá trình di chuyển thoát ẩn thoát hiện, Dương Bách Xuyên luôn cảm ứng được nơi nào sẽ đột ngột xuất hiện dây mây, có thể nói, năng lực biết trước của trái tim đã được giải phóng hoàn toàn. Hơn nữa,
Lúc này hắn chợt nhận ra cơ thể của mình vô cùng dẻo dai, bởi hắn có thể dễ dàng uốn éo, xoay trở cơ thể tới mức bản thân không dám tin là mình có thể làm được để trốn thoát đòn tấn công của dây mây. Chớp mắt một cái, khoảng cách giữa hắn và ba người Đông Nhan chỉ còn lại 10 thước. Không ổn, hình như thằng nhóc ấy sở hữu năng lực hay phương pháp gì đó giúp nó dễ dàng né tránh dây mây của quỷ mẫu, mọi người mau tản ra. Đông Nhan phát hiện trong lúc Dương Bách Xuyên lao tới, dường như có thể đoán trước được nơi nào sẽ có dây mây xuất hiện để né tránh từ trước vậy. Một dự cảm không tốt chợt hiện lên trong lòng, ông ta vội hét lớn ra hiệu cho hai thuộc hạ lập tức bỏ trốn. Muốn trốn hả? Trễ rồi. Dương Bách Xuyên cười khẩy, Minh Văn Đạo Phù xuất hiện trong tay, sau khi kích hoạt nó, hắn nhỏ giọng nói, không gian. Phụt một cái, Dương Bách Xuyên biến mất ngay tại chỗ. Bấy giờ, ba người Đông Nhan tách nhau ra trốn. Mục tiêu Dương Bách Xuyên chọn lần này là tên lúc trước đã bị hắn chém đứt một tay. Với sức mạnh của Minh Văn Đạo Phù, hắn có thể vô tư sử dụng sức mạnh không gian, tức trong phạm vi 10 thước này, hắn là bất khả chiến bại, và đương nhiên, chỉ cần có đủ sức chém chết kẻ thù thì chém từ góc độ nào mà chẳng được. Tuy thuộc hạ của Đông Nhan là thượng phẩm đại la, nhưng với Dương Bách Xuyên mà nói, muốn giết gã chẳng khó chút nào. Quỳnh! Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên bất ngờ xuất hiện phía sau tên kia, đấm một cú thật mạnh vào đầu gã. Ưu điểm của sức mạnh không gian nằm ở tính bất thình lình, đối phương không tài nào phát hiện được đòn tấn công của hắn sẽ xuất hiện từ đâu, tới khi cú đấm khủng bố kia đánh trúng đầu tên thuộc hạ của Đông Nhan, người khác mới nhìn thấy được nắm tay của Dương Bách Xuyên. Ông ta biết với tốc độ này của Dương Bách Xuyên, bản thân không tài nào né tránh được, rồi trong một khoảnh khắc, ông ta lại vô tình nhìn thấy Minh Văn Đạo Phù trong tay Dương Bách Xuyên. Đông Nhan lập tức hiểu ra Dương Bách Xuyên đã lợi dụng sức mạnh của Minh Văn Đạo Phù để giết chết thuộc hạ của mình, nhưng ông ta không biết sức mạnh mà Dương Bách Xuyên sử dụng là không gian, càng không biết Minh Văn Đạo Phù đó là phù chú không gian. Tóm lại, hai mắt Đông Nhan chợt long lên sòng sọc. Đương nhiên không phải do ông ta thấy đau lòng trước cái chết của thuộc hạ, mà là vì lý trí của ông ta đã bị lòng tham không đáy và sự ghen tị xâm chiếm khi thấy Minh Văn Đạo Phù trong tay Dương Bách Xuyên. Bấy giờ, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu lão bất tử là cướp lấy Minh Văn Đạo Phù trong tay Dương Bách Xuyên. Với Dương Bách Xuyên mà nói, một đấm vỡ đầu một thượng phẩm đại la cũng chẳng có gì bất ngờ. Thứ làm hắn cảm thấy vui đó là sự khác biệt mà cơ thể biểu hiện ra cơ. Sau khi trái tim trở thành khởi nguyên, bước lên con đường máu huyết tôi luyện thân thể, hắn như mở ra một cánh cửa dẫn tới thế giới mới, và đó mới là điều làm hắn ngạc nhiên. Sau một thoáng ngây người, Dương Bách Xuyên nhẹ nhàng né tránh sự tấn công của dây mây, híp mắt, cong môi, liếc nhìn Đông Nhan và gã thuộc hạ còn lại. Bỗng, Minh Văn Đạo Phù trong tay lại sáng lên, Dương Bách Xuyên biến mất ngay tại chỗ. Lần này, mục tiêu của hắn là Đông Nhan, còn huy động cả Thanh Liên Tiên Hỏa. Chớp mắt một cái, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Đông Nhan. Hai người mắt đối mắt một lúc, Dương Bách Xuyên quyết định ra tay trước, lão bất tử, chịu chết đi. Kế tiếp, Dương Bách Xuyên lại biến mất. Bấy giờ, lòng bàn tay Đông Nhan bỗng lóe lên tia sáng, một viên đan dược bị bóp nát xuất hiện trong tầm mắt, khói đỏ dày đặc nhanh chóng khuếch tán khắp bốn phía, bao trùm toàn bộ không gian trong phạm vi bán kính 20 mét. Đây là đan dược hiếm mà ông ta cất giấu đã lâu, sau khi bóp nát nó, bất kể tốc độ của kẻ thù có nhanh tới cỡ nào thì cũng chẳng thể chạy thoát khỏi mắt ông ta trong phạm vi khuếch tán của đan dược cả. Dù vậy, Đông Nhan vẫn không thể cảm nhận được hướng tấn công của Dương Bách Xuyên. Đúng lúc này, bên tai bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết của gã thuộc hạ, a. Khi ấy, Đông Nhan mới muộn màng nhận ra mục tiêu của Dương Bách Xuyên không phải mình, mà là giả vờ Dương Đông kích Tây để thuộc hạ của ông ta thả lỏng cảnh giác, từ đó dễ dàng lấy mạng gã. Thằng nhóc gian xảo này. Đông Nhan đứng trong trường đan dược của mình, tức tối quát mắng, nhưng chậm rồi, tên thuộc hạ còn lại đã bị Dương Bách Xuyên đấm thủng đạo nguyên. Thân tử đạo tiêu. Đúng vậy, trong lần tấn công thứ hai, hành động hô hào muốn giết Đông Nhan của Dương Bách Xuyên chỉ là giả vờ, mục đích là để đánh lừa thuộc hạ của Đông Nhan. Dù sao gã cũng là một thượng phẩm đại la, Dương Bách Xuyên biết nếu tấn công trực diện thì rất khó để nắm chắc phần thắng, cách duy nhất là mượn sức mạnh không gian của Minh Văn Đạo Phù, cộng thêm đặc tính bất thình lình của Thanh Liên Tiên Hỏa thì mới có thể nhanh chóng tiêu diệt được gã. Và hắn đã thật sự thành công chỉ trong một chiêu. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, đầu tiên, hắn sẽ giải quyết hai thuộc hạ của Đông Nhan. Một là để làm suy giảm ý chí của ông ta, thứ hai là khi chỉ còn lại một mình Đông Nhan, hắn và Tuyết Hương có thể bắt tay với nhau, dễ dàng tiễn lão bất tử về chầu trời. Kế hoạch rất tốt đẹp, mọi chuyện diễn ra cũng xem như thuận lợi, nhưng đôi khi,
chuyện gì mà thuận buồm xuôi gió quá thì tới giây phút mấu chốt lại bất ngờ xuất hiện đủ mọi vấn đề ngoài ý muốn. Ngay lúc Dương Bách Xuyên vừa giải quyết hai gã thuộc hạ xong, tính quay sang đối phó với Đông Nhan thì vấn đề ngoài ý muốn đó lại tới. Từ xa bất ngờ vọng tới một tiếng thét hùng hồn, Dương Bách Xuyên, để xem lần này thằng danh nhà ngươi chạy đàng nào. Giọng nói quen quen kia đã thu hút sự chú ý của Dương Bách Xuyên, hẳn quay đầu lại nhìn, hóa ra là Giả Liên Hoa bị hắn dọa sợ đến bỏ chạy từ 500 năm trước. Đúng lúc này, hắn phát hiện bên cạnh Giả Liên Hoa còn có một ông cụ tóc trắng, dù hai bên cách nhau một khoảng xa, nhưng ông cụ lại mang tới cho hắn cảm giác sắc bén không lường, tựa như một lưỡi gươm đã rời vỏ. Ngoài ra, phía sau còn có hai thượng phẩm đại la đi theo, không cần hỏi Dương Bách Xuyên cũng biết ông cụ này chắc chắn là cao thủ của Tiên Đan lâu. Dương Bách Xuyên mắng thầm một tiếng bám dai như đỉa, nhưng cũng không bất ngờ khi thấy Giả Liên Hoa có thể mò được tới tận đây tìm mình. Đằng sau mấy người này là thế lực lớn hàng đầu ở Tiên Đan Thành, muốn tìm hiểu tung tích của hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Theo tình hình hiện tại thì xem ra, có thể bọn họ đã bám theo mình từ đầu, hoặc chính lão bất tử Đông Nhan này cố tình tiết lộ hành tung của hắn. Nhưng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ông ta khi thấy Giả Liên Hoa và ông cụ thì có lẽ không phải ý sau rồi. Tóm lại thì mấy lão bất tử này có rất nhiều chiêu trò, thủ đoạn để tìm ra mình nên Dương Bách Xuyên cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Hắn chẳng thèm để Giả Liên Hoa vào mắt, bởi với thực lực của hắn hiện tại, hoàn toàn có thể giết chết Giả Liên Hoa chỉ trong nháy mắt. Sự chú ý của Dương Bách Xuyên đổ dồn lên người ông cụ đứng bên cạnh Giả Liên Hoa, tức ông kiếm mà Giả Liên Hoa vừa nói tới. Giờ phút này, ông cụ cũng đang quan sát hắn. Dương Bách Xuyên bị ông cụ nhìn chằm chằm tới ngứa hết cả người, khó chịu vô cùng. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được trên người ông cụ tỏa ra hơi thở rất nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, Giả Liên Hoa và ông cụ đã tiến vào phạm vi tấn công của dây mây. Quỳnh! Bấy giờ, từ người ông cụ chợt phát ra âm thanh chấn động màng nhĩ. Ngay sau đó, hơi thở cường đại như bùng nổ, tạo thành kết giới rực rỡ, hoàn mỹ ngăn mọi đòn tấn công của dây mây lại bên ngoài. Cảnh tượng này khiến trái tim Dương Bách Xuyên rung lên, hắn cảm ứng được sự xuất hiện của kiếm khí cực mạnh. Quả nhiên, nhận định trước đó của hắn không hề sai, ông cụ này là một cao thủ kiếm đạo. Theo những gì Dương Bách Xuyên cảm nhận được thì lồng ánh sáng tỏa ra từ người ông cụ được hình thành hoàn toàn từ kiếm khí. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên gặp một người có thể sử dụng kiếm khí thuần thục, tự nhiên tới vậy, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Chỉ với kiếm khí phát ra từ cơ thể đã ngăn chặn được sự tấn công của dây mây, còn che chắn được luôn cho Giả Liên Hoa và hai thuộc hạ, bằng này đủ để chứng minh người đó mạnh tới cỡ nào rồi. Quan trọng nhất là hắn không hề thấy ông ta rút kiếm, nhưng cơ thể lại phóng thích được kiếm khí. Đây là chiêu thức mà chỉ có người đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất của kiếm đạo mới thực hiện được. Người như kiếm, kiếm như người. Từ sau khi có tâm linh tương thông, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được hướng tấn công của dây mây mọi lúc để né tránh nên mới không bị thương, chứ hắn biết bản thân chẳng thể xây lên một hàng rào phòng ngự mạnh mẽ bằng kiếm khí như ông cụ này được. Vừa cảm nhận được nguy hiểm, Dương Bách Xuyên lập tức bật người chạy tới bên Tuyết Hương. Giờ phút này, chiếc sừng trên đầu Tuyết Hương bỗng tỏa ánh hào quang chói lọi. Một kết giới phòng ngự khác được hình thành, sau đó, nàng hóa thành dạng người, đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên. Nhìn lớp màng phòng ngự sáng lấp lánh do Tuyết Hương dựng lên, Dương Bách Xuyên cạn lời, cả nửa ngày không nói được câu nào. Biết chiêu thức lợi hại thế này, sao cô nàng không lôi ra dùng ngay từ đầu chứ? Ngươi, sao không tạo khiên phòng ngự sớm một chút? Dương Bách Xuyên buồn bực hỏi. Thấy người kia thi triển khiên phòng ngự xong ta mới ngộ ra á? Tuyết Hương thành thật trả lời. Dương Bách Xuyên cứng họng, hắn quên mất trước giờ cô nàng Tuyết Hương này rất hiếm khi tiếp xúc qua lại với thế giới bên ngoài, những gì nàng làm bây giờ đều nhờ học lỏm mà có. Cũng không thể trách nàng. Trước đó trong núi, nàng có thể dùng bản thể chống đỡ sự công kích của dây mây trong một thời gian dài, nhưng vẫn chẳng hề bị thương, từ chi tiết này, có thể nhận ra kỳ thật Tuyết Hương cũng rất mạnh. Được rồi, bỏ qua vấn đề này đi, tóm lại thì hiện tại đã có màn chắn do Tuyết Hương dựng lên. Ít nhất họ không cần tốn sức tránh né sự tấn công của dây mây nữa. Bây giờ, cục diện tại nơi này đã rơi vào thế chân vạc. Lão bất tử Đông Nhan núp trong làn khói tạo thành từ viên đan dược bị ông ta bóp vỡ nên không bị dây mây tấn công. Bên phía Giả Liên Hoa thì có kiếm khí sắc bén của ông cụ bảo vệ, thế nên cũng chẳng hề hấn gì. Cuối cùng là hắn và Tuyết Hương đứng một bên, sau tấm khiên, im lặng không nói câu nào. Đúng lúc này, đống dây mây xuất hiện bất thình lình từ hư không trên đỉnh đầu chợt biến mất sạch. Cuối cùng cũng được thanh tĩnh. Dương Bách Xuyên đoán chắc là do cả ba bên đều ngăn cách hơi thở khiến dây mây đánh mất mục tiêu, phải dừng tay.
mà xung quanh yên tĩnh trở lại cũng tốt. Nhưng Dương Bách Xuyên biết có lẽ kế tiếp, hắn và Tuyết Hương sẽ phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm hơn rất nhiều. Bởi vì cả Đông Nhan lẫn Giả Liên Hoa đều là kẻ thù không đội trời chung. Hắn không sợ lão bất tử Đông Nhan, người duy nhất mà hắn cần đề phòng chính là ông cụ đứng kế bên Giả Liên Hoa, rõ ràng người này là một kiếm tiên, hơn nữa đã đạt tới trình độ tối cao của kiếm đạo, cảm giác không thể nhìn thấu này khiến hắn thấy rất nguy hiểm. Tuyết Hương, người có thể cảm nhận được tu vi của ông cụ bên cạnh Giả Liên Hoa ở cảnh giới nào không? Dương Bách Xuyên nhỏ giọng hỏi Tuyết Hương. Không thua kém ta bao nhiêu, mạnh lắm đấy. Tuyết Hương nghiêm mặt, bình tĩnh đáp. Bấy giờ, Đông Nhan chợt quay sang nhìn ông cụ, bật cười chào hỏi, hóa ra là đại kiếm tiên Hàn Dương huynh bên cạnh Giả lâu chủ, ngọn gió nào đã đưa lão huynh tới đây thế? Hai chúng ta lâu rồi không gặp nhau, chắc phải hơn trăm năm nhỉ. Tu vi của lão huynh lại tăng lên rồi sao, hùng dũng thế này thì ít nhất cũng phải chính đạo hỗn nguyên rồi ha. Đông Nhan đạo hữu đó à, đã lâu không gặp, người cũng đâu có kém, chỉ còn cách hỗn nguyên một bước ngắn đấy thôi. Ông cụ mỉm cười đáp. So với đạo kiếm tiên của Hàn Dương huynh thì tiểu đệ hằng còn thua xa. Tiện đây thì tiểu đệ có ý này, hay là hai chúng ta cùng bắt tay tóm gọn thằng nhóc kia, sau đó chia nhau bảo vật của quỷ mẫu yêu thụ, huynh thấy sao? Đông Nhan lập tức đổi chủ đề. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên thầm kinh hoàng trong lòng, đúng là ghét của nào trời trao của đó, quả nhiên hai bên tính bắt tay hợp tác với nhau thật. Mục tiêu của Cố Liên Hoa rất rõ ràng, đó chính là Dương Bách Xuyên. Lúc này Đông Nhan đề nghị tạm thời hợp tác bắt Dương Bách Xuyên. Nàng ta cũng giao. Động. Mục tiêu của mọi người giống nhau. Nhưng Cố Liên Hoa cũng biết Đông Nhan là một trong những điện lão của Điện Ma Đan, ai mà biết được lão cáo giả này có tâm địa gian xảo gì. Vì vậy nàng ta thì thầm hỏi đại kiếm sư bên cạnh, kiếm gia gia, người thấy sao? So với lão cáo giả Đông Nhan này, lão phu thấy Dương Bách Xuyên và Yêu Tiên bên cạnh hắn càng kỳ lạ hơn, như vậy tạm thời hợp tác với Đông Nhan cũng được. Đại kiếm sư nói ra suy nghĩ của mình. Vâng. Vậy chúng ta hợp tác với Đông Nhan trước, bắt được Dương Bách Xuyên rồi tính sau. Tốc độ và ngọn lửa trên người tên nhãi này vô cùng kỳ lạ. Tốc độ hẳn là nhờ vào Minh Văn Đạo Phù, còn ngọn lửa, nếu con cảm nhận không sai thì chắc là tiên hỏa cường đại nào đó. Chúng ta tạm thời hợp tác với Đông Nhan. Cũng tốt, Cố Liên Hoa phân tích. Tốt lắm, Tiểu Liên Hoa đã trưởng thành rồi, kiếm gia gia rất vui. Cứ mạnh tay mà làm, hôm nay kiếm gia gia sẽ chống lưng cho con. Cảm ơn kiếm gia gia. Sau khi nhận được ý kiến của đại kiếm sư, Cố Liên Hoa mỉm cười nhìn Đông Nhan, Đông Nhan tiền bối, như vậy rất tốt. Tốt tốt tốt, Liên Hoa hiền chất không hổ là cháu gái của Diệp lão. Ha ha, vậy thì chúng ta bắt thằng nhãi Dương Bách Xuyên trước, những chuyện khác tính. Sau, Đông Nhan cười lớn cất lời, nhưng trong mắt lóe lên tia sáng. Không ai biết ông ta đang nghĩ gì. Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương đứng một bên nghe Đông Nhan và phe Cố Liên Hoa trắng trợn bàn chuyện hợp tác đối phó với mình, tức thì bị chọc cười. Lão già chết tiệt, các ngươi đúng là coi trọng tiểu gia. Ta chỉ là kim tiên đại viên mãn, các ngươi đường đường là đại la đỉnh phong mà còn phải hợp tác, ha ha ha. Cũng tốt, chuyện này mà lan truyền thì tiểu gia ta cũng có vốn liếng để kiêu ngạo. Dương Bách Xuyên vừa cười vừa mắng, đồng thời trao đổi với Tuyết Hương, nói rằng phải chém giết. Trận chiến phải đối mặt lần này mới là khó khăn lớn chân chính. Đại kiếm sư bên cạnh Cố Liên Hoa và Đông Nhan lão quỷ đều là đại la đại viên mãn. Còn có hai thuộc hạ bên cạnh Cố Liên Hoa đều là đại la thượng phẩm. Bên cạnh hắn chỉ có Tuyết Hương. Mà Tuyết Hương mới là đại la đại viên mãn, tuy rất mạnh nhưng Dương Bách Xuyên không chắc nàng ấy có thể đối phó được không. Còn hắn, kim tiên đại viên mãn, cách đại la một cảnh giới lớn. Đối với tu sĩ bình thường mà nói. Đây là khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng đối với hắn thì không phải là không thể. Bởi vì hắn có nền tảng tốt, từ lúc bắt đầu tu chân đã có nền tảng nội đan thập toàn thập mỹ. Cho dù là sau khi phi thăng tiên giới, nền tảng của hắn vẫn mạnh hơn nhiều người. Lần này hắn còn tu luyện thành tâm khiếu, tìm tòi được một con đường tu luyện nhục thể, mở ra cánh cửa kho báu trái tim, nhục thể nâng cao một bậc. Hắn có thêm Thanh Liên tiên hỏa, Minh Văn đạo phù, cùng với Hắc Liên trong biển ý thức. Nếu Dương Bách Xuyên thi triển tất cả các thủ đoạn của mình thì không kém cỏi chút nào. Thật sự là trên người tên họ Dương nào đó có không ít tuyệt chiêu. Đạo nguyên của hắn mạnh hơn người khác, công pháp tu luyện cũng độc nhất vô nhị. Người khác tu tiên đạo, hắn tu thần đạo. Có thể nói là ngay từ căn bản hắn đã bỏ xa người khác một khoảng lớn, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên biết mình không có lựa chọn, dù có thể đánh hay không cũng phải cắn răng xông lên. Thật ra trong lòng hắn khó tránh khỏi căng thẳng,
nhất là đại kiếm sư bên cạnh Cố Liên Hoa mang lại cho hắn áp lực lớn. Nhưng hắn chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Trong không gian nhỏ bé này đã không còn đường lui cho hắn và Tuyết Hương. Hàn Dương huynh, cứ giao tên nhãi kia cho ta. Đông Nhan lên tiếng, sau khi ông ta nói xong, thân hình lóe lên xông thẳng tới chỗ Dương Bách Xuyên. Lão già chết tiệt này nói rất rõ ràng, để ông ta đối phó với Dương Bách Xuyên, còn yêu tiên cường đại Tuyết Hương thì để cho đại kiếm sư Hàn Dương đối phó. Nghe vậy, đại kiếm sư Hàn Dương khẽ nhếch môi. Cố Liên Hoa nhỏ giọng mắng, kiếm ra ra, Đông Nhan lão quỷ quá vô sỉ. Tu vi của Dương Bách Xuyên cao bao nhiêu chứ, còn nha đầu kia lại là yêu tiên cường đại, như vậy thì lão ta được lợi. Đại kiếm sư Hàn Dương cười ha hả nói với Cố Liên Hoa, Liên Nhi đừng giận, hiện giờ vẫn chưa thể khẳng định ai được lợi, ai chịu thiệt. Cố Liên Hoa rất hiểu kiếm ra ra, nghe giọng điệu thì hình như ông ta cho rằng Dương Bách Xuyên mới là mối nguy hiểm lớn nhất, nàng ta không nhịn được bèn hỏi, kiếm ra ra, ý người là Dương Bách Xuyên còn khó giải quyết hơn yêu tiên bên cạnh hắn. Ha ha, dựa theo những gì con nói lúc trước, 500 năm trước tên nhãi Dương Bách Xuyên chỉ là một chân tiên mà thôi. Nhưng bây giờ hắn đã là kim tiên đại viên mãn, xem chừng hắn có thể bước vào cảnh giới đại la bất cứ lúc. Nào, phương thức tu luyện này e là tìm khắp tiên giới cũng không tìm ra mấy cái. 500 năm nhỏ chỉ là 50 ngày ở tiên giới mà thôi. Tốc độ tu luyện đáng sợ như vậy có gọi là yêu nghiệt cũng không ngoa. Hơn nữa, nhìn tên nhãi Dương Bách Xuyên kia, lão phu chỉ cảm nhận được tu vi của hắn, ngoài ra không thể nhìn thấu những cái khác. Ngược lại hắn còn mang lại cho ta cảm giác nguy hiểm. Lão già Đông Nhan cho rằng mình đã chọn một quả hồng mềm, nhưng e là lão đã cắn phải một tảng đá cứng. Con cứ ở một bên xem kịch vui, ta đi gặp yêu tiên kia. Bây giờ xem ra tất cả đều không đơn giản. Đại kiếm sư Hàn Dương cảm thán, lao vụt đi. Thật ra thời gian ông ta nói chuyện không dài, gần như ra tay ngay sau Đông Nhan. Đông Nhan đã chọn Dương Bách Xuyên, tất nhiên đối thủ của ông ta là Tuyết Hương. Đối mặt với sự tấn công của Đông Nhan, Dương Bách Xuyên híp mắt lại. Hắn biết ưu khuyết điểm của mình, đối mặt với lão già Đông Nhan, hắn phải thi triển tất cả thủ đoạn có thể sử dụng mới được. Không thể đối đầu trực diện, bởi vì người chịu thiệt sẽ là hắn. Thấy Đông Nhan lao tới tấn công, Dương Bách Xuyên nhắm hai mắt. Lúc này hắn phải sử dụng ưu thế của mình để đấu với Đông Nhan. Mà ưu thế thứ nhất là tâm hồn cảm ứng. Hiện tại tâm khiếu đã thăng cấp một lần, có thể cảm ứng và biết trước đòn tấn công nguy hiểm. Lúc này Dương Bách Xuyên nhắm mắt là để cảm ứng đòn tấn công của Đông Nhan tốt hơn. Có thể giúp tâm khiếu tập trung và bình tĩnh lại. Dù sao sau khi tâm khiếu biến hóa, hắn có thể cảm ứng được 360 độ không góc chết ở xung quanh, không khác gì mở mắt. Như vậy càng tập trung hơn. Có điều tâm hồn cảm ứng của hắn cũng có nhược điểm, phạm vi vẫn chỉ trong vòng 100 mét. Phạm vi trên 100 mét thì không cảm ứng được. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên thấy như vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần hắn có thể đối phó với lão già Đông Nhan là được. Về phần Tuyết Hương bên kia, Dương Bách Xuyên biết bây giờ mình lo lắng cũng vô dụng, hắn không giúp được gì, chỉ có thể tin tưởng thực lực của Tuyết Hương có thể đối kháng với đại kiếm sư kia. Đại kiếm sư mạnh, nhưng Tuyết Hương cũng không yếu. Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm nhận được bóng dáng Đông Nhan đột nhiên biến mất tại chỗ. Thay vào đó là một đám khói dày đặc ập về phía hắn. Dương Bách Xuyên nâng cao cảnh giác. Trước đây hắn đã từng thấy trong tay lão già Đông Nhan xuất hiện đan dược, ông ta không uống mà bóp nát, phóng ra khói mù đủ mọi màu sắc. Tuy không biết khói này có gì nguy hiểm, nhưng Dương Bách Xuyên biết đây là lão già Đông Nhan thi triển thủ đoạn dùng đan dược tấn công kẻ địch. Thủ đoạn này rất mới lạ, nhưng cũng khiến Dương Bách Xuyên căng thẳng thần kinh, bởi vì đây là thủ đoạn công kích hắn chưa từng gặp, là mối nguy hiểm chưa biết. Hắn không biết tiếp theo lão già chết tiệt này có bao nhiêu thủ đoạn muốn đối phó với mình. Lúc này Dương Bách Xuyên xuất hiện bên trong sương mù dày đặc, diện tích rất lớn. Nhưng có một điểm kỳ lạ, đó là hắn có thể cảm nhận được sương mù nhưng mục tiêu Đông Nhan đã biến mất. Phát hiện này khiến cõi lòng hắn nặng trĩu. Rõ ràng là sương mù do Đông Nhan tạo ra bằng đan dược, tràn đầy kỳ lạ. Nhất định là lão già chết tiệt đang ẩn nấp trong sương mù đan dược dày đặc, mà hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Nhưng Dương Bách Xuyên không sợ, hắn yên lặng đứng tại chỗ, tập trung cảm nhận. Hắn tin rằng cuối cùng mình sẽ cảm nhận được Đông Nhan sẽ tấn công mình từ hướng nào. Đột nhiên trong lòng khẽ động, Dương Bách Xuyên cảm nhận được phía trước có động tĩnh bất thường. Hắn không thèm suy nghĩ, lập tức tung một quyền tấn công kèm theo thanh liên tiên hỏa. Chỉ cần hắn đánh trúng đối phương, lão già kia tuyệt đối không dễ chịu. Tuy nhiên, sau khi Dương Bách Xuyên đánh ra một quyền, tim hắn giật thót. Đánh hụt,
một quyền vung ra, không đánh trúng gì cả. Hừ, ầm. Lúc này, sau lưng Dương Bách Xuyên vang lên tiếng hừ lạnh. Dương Bách Xuyên kinh hãi, trở tay tung một chưởng. Xong, đối phương nhanh hơn hắn. Phụt, Dương Bách Xuyên hộc máu, lưng trúng một kích, nằm sóng xoài ra đất. Hắn muốn lợi dụng năng lực tâm hồn cảm ứng để đối phó với lão già Đông Nhan, nhưng nào ngờ trong sương mù đan dược kỳ lạ của đối phương, người ta cũng chiếm ưu thế. Tấn công đằng trước chỉ là đánh lạc hướng, trở tay đã di chuyển ra đằng sau hắn. Chịu thiệt rồi. Dương Bách Xuyên bỗng đứng phát dậy, lại cảm nhận được nguy hiểm ở bên trái. Hắn hét lên, đánh ra một quyền. Ầm. Hắn dốc toàn lực bộc phát sức mạnh toàn thân. Đằng xa vang lên tiếng kêu rên. Dương Bách Xuyên biết một kích này đã đánh trúng Đông Nhan. Mà thực tế, Đông Nhan đang ở trong sương mù đan dược cũng hãi hùng. Nếu không phải ông ta đang ở trong lĩnh vực đặc biệt do sương mù đan dược tạo. Thành, lúc ngàn cân treo sợi tóc đã tránh né, thì ông ta sẽ phải chịu một quyền của. Dương Bách Xuyên. Đông Nhan lão quỷ gian xảo, ông ta tu đan đạo, thủ đoạn lợi hại cũng là đan đạo, có thể dùng đan dược tạo ra các ưu thế có lợi cho mình. Ví dụ như sương mù đan dược hiện tại có tác dụng mê hoặc đôi mắt của kẻ địch, ngăn cách khí tức, tiên thức. Còn lợi hại hơn độc, biệt danh ma đan thủ Đông Nhan không phải hư danh. Lúc trước ông ta đã lợi dụng sương mù đan dược ngăn cách tất cả khí tức của bọn họ, sau đó hái hoa quỷ mẫu, dẫn dụ nhánh cây quỷ mẫu tấn công Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương. Lúc này đối phó với Dương Bách Xuyên, Đông Nhan có rất nhiều thủ đoạn ma đan. Tuy nhiên ông ta không ngờ Dương Bách Xuyên ở trong sương mù đan dược lại có thể cảm nhận được công kích của mình. Mặc dù lần thứ nhất ông ta điều động sương mù đan dược mê hoặc Dương Bách Xuyên, đánh trúng lưng Dương Bách Xuyên. Nhưng lần thứ hai ông ta ra tay, Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra và đánh trả. Nếu không phải bên trong sương mù đan dược ông ta có cảm chi nhạy bén, lúc ngàn cân treo sợi tóc đã tránh né, thì có lẽ một quyền này đã đánh trúng chỗ hiểm. Nhưng vai đã trúng một kích của Dương Bách Xuyên. Đông Nhan bị thương, lập tức kêu rên. Bởi vì trên nắm đấm của Dương Bách Xuyên chứa thanh liên tiên hỏa. Thằng nhãi đáng ghét, Đông Nhan trốn trong sương mù đan dược chửi mắng, vai bốc khói xì xì, nhất thời ông ta không có cách nào dập tắt ngọn lửa kỳ lạ này. Trước đó Đông Nhan từng thấy trên người Dương Bách Xuyên có ngọn lửa màu lục, sớm đã đề phòng nên ngay từ đầu ông ta đã tạo ra sương mù đan dược, chứ không đối đầu trực diện với Dương Bách Xuyên. Không ngờ vẫn bị tên nhãi này phản kích. Thanh liên tiên hỏa bá đạo cháy mãi không tắt trên vai Đông Nhan, điều này khiến Đông Nhan hít sâu ớn lạnh. Ông ta là luyện đan sư, tất nhiên rất am hiểu về lửa, cũng biết các loại tiên hỏa ở tiên giới. Lúc này Đông Nhan chợt nghĩ tới bảng xếp hạng tiên hỏa của tiên giới, thanh liên tiên hỏa xếp thứ 3. Giống hệt tiên hỏa trên người mình. Thanh liên tiên hỏa, Đông Nhan hét thất thanh. Mỗi luyện đan sư đều vô cùng mê lửa. Cho dù không chiếm được tiên hỏa trên bảng xếp hạng tiên hỏa của tiên giới thì cũng phải tìm hiểu với hy vọng lấy được. Có thể nói bọn họ vô cùng thông tỏ ghi chép về mỗi loại tiên hỏa. Lúc này Đông Nhan nhanh chóng nhận ra tiên hỏa cháy mãi không tắt trên vai mình chính là thanh liên tiên hỏa vô cùng nổi tiếng, xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng tiên hỏa. Nhận ra thanh liên tiên hỏa cũng khiến ông ta nhớ ra một chuyện. Hơn vạn năm trước, thanh liên tiên hỏa đã từng xuất hiện. Lúc đó đã gây ra náo động lớn trong giới luyện đan. Một luyện đan sư tên là Kỳ Quân đã tung hoành giới luyện đan một thời gian. Hồi ấy trên người Kỳ Quân tiên nhân có tiên hỏa, chính là thanh liên tiên hỏa. Hơn nửa giới luyện chế hâm hộ. Ai cũng muốn lấy thanh liên tiên hỏa. Rất nhiều người đồn đại ông ấy bị sư đệ hãm hại nhằm cướp đoạt thanh liên tiên hỏa và công thức luyện đan. Mà sư đệ của Kỳ Quân tiên nhân chính là Cố Diệp thuộc Tiên Đan Lâu, ông nội của Cố Liên Hoa. Nhưng rất nhiều người suy đoán năm đó Cố Diệp không lấy được thanh liên tiên hỏa của Kỳ Quân tiên nhân. Thậm chí bao năm qua Cố Diệp vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Kỳ Quân tiên nhân. Bây giờ thanh liên tiên hỏa lại xuất hiện trên người thằng nhãi Dương Bách Xuyên. Đông Nhan lập tức liên tưởng tới Kỳ Quân tiên nhân. Lẽ nào thằng nhãi Dương Bách Xuyên là truyền nhân của Kỳ Quân tiên nhân? Hay là hắn đã lấy được tiên hỏa và công thức luyện đan truyền thừa của Kỳ Quân tiên nhân? Người khác không biết nội tình, nhưng thế lực lớn thành tiên đan đều biết năm đó nghe nói Cố Diệp đánh Kỳ Quân tiên nhân bị thương nghiêm trọng, Kỳ Quân tiên nhân mất tích. Sống chết không rõ. Nói cách khác, Kỳ Quân tiên nhân biến mất cùng với thanh liên tiên hỏa và công thức luyện đan nghịch thiên mà ông ấy chế tạo ra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bao năm qua Tiên Đan Lâu vẫn luôn tìm kiếm Kỳ Quân. Bây giờ xem ra Dương Bách Xuyên dường như đã nhận được truyền thừa của Kỳ Quân tiên nhân.
Nông Nhàn nghĩ như vậy bởi vì ông ta biết Thanh Liên Tiên Hỏa không phải cải thảo, lửa cường đại bậc này trên thế gian xuất hiện một ngọn đã là tốt lắm rồi. Tuyệt đối không có ngọn Thanh Liên Tiên Hỏa thứ hai. Do đó, nhất định là Dương Bách Xuyên đã gặp may, nhận được truyền thừa của Kỳ Quân Tiên Nhân. Nông Nhàn nghĩ tới đây, hai mắt sáng ngời. Điều đầu tiên ông ta nghĩ tới không phải là sợ Thanh Liên Tiên Hỏa, mà là làm thế nào để cướp Thanh Liên Tiên Hỏa trên người Dương Bách Xuyên. Còn nữa, nếu Dương Bách Xuyên thật sự nhận được truyền thừa đan đạo của Kỳ Quân Tiên Nhân, vậy thì công thức luyện đan được đồn đại khắp nơi hồi ấy cũng đang ở trong tay Dương Bách Xuyên. Đối với Đông Nhan mà nói, đây là cám dỗ chí mạng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Dương Bách Xuyên trong mắt ông ta chỉ là Kim Tiên, còn Đông Nhan là Đại La Đỉnh Phong, tuyệt đối nắm chắc bắt được Dương Bách Xuyên. Nghĩ vậy, trên người Dương Bách Xuyên có nhiều bảo bối ghê. Minh Văn Đạo Phù, Thanh Liên Tiên Hỏa, công thức luyện đan Kỳ Quân, và bí pháp Thu Quỷ Mẫu Hoa Lệ. Tất nhiên trên người thằng nhãi này không chỉ có những bảo bối này, có lẽ vẫn còn bảo bối khác. Không bắt thằng nhãi này thì thật hẹn với bản thân. Nghĩ tới đây, Đông Nhan cắn răng lấy ra một viên đan dược màu vàng rồi võ vào Thanh Liên Tiên Hỏa trên vai mình. Phù! Ông ta đau đến nỗi hít thật sâu. Cũng hơi đau xót. Đau xót vì lãng phí một viên tiên đan. Viên tiên đan này không phải do ông ta luyện chế, mà phải tốn 10 vạn tiên thạch hạ phẩm mua từ một buổi đấu giá, là đan dược chữa trị cao cấp, xuất xứ từ luyện đan sư cấp bậc tiên vương. Thanh Liên Tiên Hỏa quá bá đạo, Đông Nhan đành phải dốc hết vốn liếng trị liệu. Đây là điều khiến Dương Bách Xuyên buồn bực, nếu vậy thì năng lực tâm hồn cảm ứng của hắn sẽ giảm đáng kể. Dù sao đối mặt với lão già chết tiệt Đại La Đại Viên Mãn, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy áp lực. Đúng lúc này, giọng nói của Càn Khôn Chỉ Linh vang lên trong đầu hắn, nhóc con, vì sao ngươi không dùng mắt Càn Khôn? Tâm hồn cảm ứng của thằng nhóc, ngươi có thể biết trước một số nguy cơ, nhưng không phải vạn năng. Nhất là trong hoàn cảnh này, dựa vào cảm chi ngươi sẽ không chiếm lợi thế. Mắt Càn Khôn là thiên phú thần thông độc nhất vô nhị trên thế gian. Trước đây tu vi của thằng nhóc ngươi còn yếu nên sử dụng khá tốn sức, nhưng bây giờ ngươi có thể thử xem. Trong sương mù dày đặc thế này, dùng mắt Càn Khôn phối hợp với tâm hồn cảm ứng của ngươi có thể phát huy tác dụng lớn đấy. Dương Bách Xuyên nghe thấy Càn Khôn Chỉ Linh nói chuyện, hắn bỗng mở to hai mắt. Thật sự là hắn đã quên mất. Mắt Càn Khôn được mở ở tu chân giới, có một lần sau khi bình Càn Khôn thăng cấp nên hắn đã lấy được thần thông. Đúng như những gì Càn Khôn Chỉ Linh đã nói, tu vi của hắn trước kia yếu hơn nên cũng không quá xem trọng bộ môn thần thông này. Nhưng bây giờ khác rồi, hắn đã là Kim Tiên Đại Viên Mãn, lúc này sử dụng mắt Càn Khôn cộng thêm tâm hồn cảm ứng, hai cái này kết hợp với nhau biết đâu sẽ có điều kỳ diệu không thể tưởng tượng được. Khi đó hắn sẽ dùng mắt Càn Khôn để nhìn, tâm khiếu cảm ứng sự nguy hiểm từ đòn tấn công của Đông Nhan, như vậy thì hắn sẽ có thể chiếm được lợi thế hơn. Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, ánh sáng vàng giữa lông mày lóe lên, con mắt thứ ba mắt Càn Khôn mở ra. Khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấu tất cả mọi thứ trong sương mù, tìm thấy được chỗ của lão già Đông Nhan kia. Chỉ cách hắn hơn 10 mét. Khi hắn qua đó, đột nhiên Đông Nhan nhìn qua. Dương Bách Xuyên vội vàng nhìn đi chỗ khác, hắn không muốn để Đông Nhan biết mình có thể nhìn thấy được trong sương mù. Đối với loại lão già xảo quyệt như Đông Nhan, phải đánh lén mới sảng khoái. Quả thật lúc vừa rồi khi Đông Nhan ngẩng đầu phát hiện Dương Bách Xuyên đang nhìn ông ta thì giật mình, ưu thế của ông ta chính là có thể nhìn thấy được đối phương trong sương mù của mình, nhưng Dương Bách Xuyên lại không nhìn được ông ta, nếu như Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy, vậy thì ưu thế này còn tác dụng gì nữa? May mà Dương Bách Xuyên chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức quay đầu đi, giống như không phải thấy được mà chỉ là tình cơ nhìn qua phía này một cái mà thôi. Đông Nhan thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng nói thầm, Dương Bách Xuyên không thể nào nhìn thấy lão ta được. Đây là sương mù của lão, chỉ có lão mới nhìn thấy được người khác. Ngay sau đó, Đông Nhan cầm trong tay một viên đan dược rồi bóp nát, sương mù màu đỏ lập tức tản ra ngoài. Đây là một viên độc dược, chỉ hít phải một hơi khí độc vào trong cơ thể thì độc sẽ làm rối loạn tiên nguyên, thậm chí còn gây ra tê liệt toàn thân, trong vòng một tiếng đồng hồ sẽ không thể thi triển ra được bất kỳ sức mạnh nào. Phải nói là lão già này rất thâm độc, nhưng lại để cho Dương Bách Xuyên nhìn thấy bằng mắt Càn Khôn. Mặc dù không biết lão già Đông Nhan kia đã bóp vỡ loại đan dược gì, nhưng chắc chắn là dùng để đối phó với hắn, không phải thứ gì tốt lành. Nhìn thấy sương mù màu đỏ tản ra từ viên đan dược kia, Dương Bách Xuyên phong bế khiếu huyệt toàn thân mà không hề do dự, để phòng loại khí này xâm nhập vào trong cơ thể. Dù sao thì hiện tại hắn phải tập trung gấp đôi tinh thần, lão già này muốn âm thầm chơi hắn, vậy thì bây giờ hắn sẽ trả lại đòn cho ông ta.
Chưa đầy ba hơi thở, Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được luồng khí kia đã tới quanh người hắn. Trước kia Dương Bách Xuyên đã ở cùng Lục Yên chỉ trong một khoảng thời gian dài, Lục Yên chỉ trời sinh đã mang độc thể, hơn nữa còn là ách nan độc thể, chuyên môn tu độc đạo mặc dù Dương Bách Xuyên chưa từng tu độc nhưng ở lâu với Lục Yên chi nên hắn cũng bị ảnh hưởng, hiểu biết một chút về độc. Vừa nhìn đã có thể phân biệt được, đây chính là khí độc. Cũng tức là, viên mà Đông Nhan vừa bóp vỡ chính là đan độc. Lão già này cũng đủ ác, trong lòng Dương Bách Xuyên thầm mắng chửi. Nhưng giây sau, khóe miệng hắn nhếch lên, gương mặt bắt đầu thay đổi, dần trở nên đỏ bừng, nhìn qua giống như bị trúng độc. Cơ thể Dương Bách Xuyên bắt đầu lắc lư từ trái qua phải, miệng phát ra từng tiếng rên đau đớn rồi ngã xuống đất. Hắn lớn tiếng chửi, Đông Nhan, ngươi dám chơi ta. Lúc này, trạng thái của Dương Bách Xuyên giống như người đã trúng độc rất nặng. Hắn nhìn Đông Nhan đang đứng cách đó hơn 10 mét, gương mặt ông ta đang rất vui sướng. Một lúc sau, Đông Nhan đi qua phía này. Chẳng khác gì ma quỷ. Nhìn thấy dáng vẻ này của Dương Bách Xuyên, Đông Nhan biết độc của mình đã có hiệu quả. Ông đúng là hèn hạ, có bản lĩnh thì đấu trực diện với ta. Dương Bách Xuyên nằm trên mặt đất trông vô cùng yếu ớt, cơ thể cử động cũng khó khăn. Ha ha, hèn hạ, nếu không thì sao lại nói tiểu tử ngươi đấu với ta còn non. Hôm nay bản tôn dạy ngươi một bài học, con đường tu đạo không phải khoe khoang anh hùng, ai sống lâu hơn thì người đó mạnh, ha ha ha. Thế nào, mùi vị trúng độc không dễ chịu đúng không? Có phải không vận công được tiên lực, cơ thể trở nên tê liệt, không có sức, ha ha, vì tiểu tử ngươi mà hôm nay ta đã dùng hết cả vốn gốc, ngươi nên biết thỏa mãn đi. Bây giờ ngươi chính cá nằm trên thớt, lão phu cũng không có thời gian chơi đùa cùng ngươi nữa, sau khi siêu hồn thì tất cả những gì trên người ngươi đều thuộc về bản tôn, ha ha ha, được rồi, bây giờ ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Dứt lời, Đông Nhan đột nhiên chộp về phía đầu của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết lão già này đang muốn siêu hồn hắn. Nhưng mà, sao có thể để ông ta được như ý? Ha ha, chưa biết ai tiến lại lên đường đâu. Dương Bách Xuyên cười lạnh, hắn bỗng nhiên nắm chặt lấy cổ tay của Đông Nhan rồi lớn tiếng nói, Thanh Liên giúp ta. Cùng lúc đó, Thanh Liên tiên hỏa bùng lên, hắn rót vào trong toàn bộ sức mạnh của cơ thể rồi đấm thẳng vào bụng dưới của Đông Nhan. Đây là nơi của tiên phủ và đạo nguyên, chỉ cần một đòn là có thể đánh vỡ được đạo nguyên của lão A. Không chết thì cũng thành đồ bỏ đi. Đối với sự thay đổi đột ngột này, vẻ mặt Đông Nhan lập tức thay đổi, lúc này mới biết mình đã bị mắc lừa, tên tiểu tử Dương Bách Xuyên này căn bản không hề trúng độc, hoặc nói đúng hơn là lúc trước ông ta nhìn thấy Dương Bách Xuyên. Đang nhìn mình là thật. Tên tiểu tử này có thể nhìn thấy ông ta từ lâu, nhưng hắn lại cố ý giả vờ, khiến cho bản thân ông ta buông lỏng cảnh giác. Sau đó lại cho ông ta một vố, bây giờ biết thì làm được gì, tất cả đã muộn rồi. Ngay khi tay của ông ta chỉ còn cách đầu Dương Bách Xuyên một ngón tay. Dương Bách Xuyên đột nhiên bật lên, dễ dàng túm lấy cổ tay ông ta. Cùng lúc đấm vào bụng dưới. Mọi thứ diễn ra mà không có báo trước. Đông Nhan kêu gào thảm thiết, lúc này ông ta cảm nhận được rõ ràng đan nguyên của mình đã bị vỡ. Vốn định muốn nhanh chóng lùi về sau nhưng cổ tay lại bị Dương Bách Xuyên nắm chặt, không thể nào thoát ra được. Đông Nhan cảm nhận được trước người Dương Bách Xuyên xuất hiện một cỗ khí tức vô cùng cường đại, túm chặt lấy cổ tay ông ta, tiểu tử này không hề cho mình cơ hội chạy thoát. Trơ mắt nhìn Dương Bách Xuyên đánh vào bụng dưới khiến đan nguyên vỡ NTS. Đông Nhan khóc không ra nước mắt, ông ta vốn muốn đánh lén nhưng bây giờ lại bị Dương Bách Xuyên chơi lại. Đòn tấn công này của Dương Bách Xuyên đã mượn sức mạnh thần hồn cường đại của Hắc Liên, đột nhiên hắn vung tay chộp lên đầu của Đông Nhan. Sau đó hô lên một tiếng siêu hồn, lão già này vẫn luôn lừa gạt hắn tới nơi này, hơn nữa trước kia ông ta có vẻ như không thèm để ý tới hoa quỷ mẫu, Dương Bách Xuyên đoán mục đích thật sự. Không phải là hoa quỷ mẫu mà là có suy tính khác. Rõ ràng nơi này có yêu thụ quỷ mẫu cường đại, nhưng cho tới hiện tại ngoại trừ xuất hiện nhánh cây tấn công ra thì cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Bách Xuyên nghĩ dường như nơi này còn có bí mật, người chỉ có lão già Đông Nhan này. Hết được, nếu như ông ta đã muốn siêu hồn hắn. Vậy được, tiểu gia đây cũng sẽ siêu hồn ông, ăn miếng trả miếng. Cũng có thể biết được một số chuyện liên quan tới nơi này. Vở kịch vừa diễn đã thành công tốt đẹp. Hắn chỉ đợi cho lão già này buông lỏng cảnh giác, thế nên ngay khi ông ta chỉ còn cách hắn một ngón tay thì mới đánh trả. Nói thật thì rất nguy hiểm, nếu sơ suất thì người chết sẽ là hắn. Cầu xin sự thương xót trong sợ hãi, cuối cùng Đông Nhan đã bị Dương Bách Xuyên siêu hồn. Một lúc sau Dương Bách Xuyên mới dừng lại. Hắn đánh một chưởng khiến lão già ngu ngốc này trở thành một đống thịt vụn.
Dương Bách Xuyên vung tay thu lại nhãn không gian của Đông Nhan. Ra là thế, ha ha, lão già này mưu đồ cũng lớn đấy. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Sau khi trừng trị Đông Nhan, khí độc bao phủ xung quanh cũng bắt đầu tản đi. Dương Bách Xuyên siêu hồn, lấy được ký ức của Đông Nhan mới biết sương mù này chỉ tồn tại trong một canh giờ, hiện tại cũng là lúc hết tác dụng. Từ trong ký ức của Đông Nhan, Dương Bách Xuyên phát hiện ham muốn của lão già này không chỉ là quỷ mẫu hoa lệ, mà là tim của yêu thụ quỷ mẫu. Nhắc tới đây thì hiểu biết của Dương Bách Xuyên về yêu thụ quỷ mẫu chỉ là ghi chép về quỷ mẫu hoa lệ ở trong sách Kỳ Quân Đan, ngoại trừ cái đó ra thì Dương Bách Xuyên cũng không biết yêu thụ quỷ mẫu còn có tác dụng gì, nhưng sau khi siêu hồn Đông Nhan thì hắn đã biết tất cả. Hóa ra thứ mà Đông Nhan quan tâm nhất là tim của yêu thụ quỷ mẫu, mà muốn lấy được nó thì không đơn giản như vậy. Phải có một giọt quỷ mẫu hoa lệ tưới nước trên cây chủ, như vậy thì mới có thể khiến cho yêu thụ quỷ mẫu tỉnh dậy từ trong giấc ngủ sâu, nhưng hiện tại thì yêu thụ quỷ mẫu vẫn chưa thức tỉnh. Bình thường thì rễ cây sẽ cắm sâu dưới lòng đất, cây cao khổng lồ như vậy sẽ hấp thụ tiên lực của đất, chìm sâu vào tu luyện. Mặc dù là yêu thụ cường đại nhưng bản chất vẫn là thực vật, vậy nên đa số đều hấp thụ năng lượng từ đất. Yêu thụ quỷ mẹ đang chìm vào ngủ sâu. Mà muốn lấy được tim thì nhất định phải đánh thức được nó, chỉ khi cây tỉnh dậy, dùng quỷ mẫu hoa lệ mới có thể mở được ngực của yêu thụ, nói đúng hơn là làm vậy mới khiến trái tim lộ ra, tới khi đó mới có cơ hội lấy được. Trong ký ức của Đông Nhan, tim của yêu thụ chính là bảo vật để tu luyện, có được nó giúp sức thì ông ta sẽ đột phá được bình cảnh Đại La Đại Viên Mãn, trở thành Hỗn Nguyên. Vậy nên mục đích thật sự của Đông Nhan là tim của yêu thụ quỷ mẫu. Vì thế ông ta đã chuẩn bị rất lâu, tích trữ vũ khí. Rất nhiều đan dược trong nhãn không gian đều dùng để lấy tim của yêu thụ quỷ mẫu. Ông ta đã tới đây mấy lần, nhưng đều không thành công vì vài lý do. Thứ nhất là chuẩn bị chưa đủ, thứ hai là ông ta không có cách nào lấy được nước mắt của hoa quỷ mẫu, bởi vì một khi nước mắt ra khỏi hoa thì sẽ bốc hơi. Nhất định phải có bí pháp thì mới lấy được. Cùng lúc này, hắn xuất hiện ở chợ phiên vạn dược mua quỷ mẫu hoa lệ, vừa đúng lọt vào mắt của Đông Nhan, nên mới có những chuyện sau đó. Đương nhiên trong ký ức của Đông Nhan, ông ta cũng không chắc yêu thụ quỷ mẫu này có phải vạn năm hay không, nếu đúng thì lúc này nên thức tỉnh rồi mới phải. Dù sao thì bọn họ tranh đấu cũng gây ra động tĩnh rất lớn. Theo như phán đoán của Đông Nhan thì yêu thụ quỷ mẫu này vẫn chưa tới vạn năm tuổi, vậy nên ông ta mới dám nhỏ ngó, nếu thật sự là yêu thụ vạn năm thì ông ta có chạy cũng không thoát. Nếu vậy thì bọn họ sẽ gặp phải lão yêu vạn năm chân chính. Vạn năm ở đây đang tính theo thời gian ở tiên giới. Vậy là rất kinh khủng. Dương Bách Xuyên nghĩ có lẽ đây không phải là lão yêu thụ vạn năm. Nếu không thì đã thức tỉnh từ lâu rồi. Những cây cối thực vật trăm năm sẽ có trí óc, nghìn trăm thành linh, vạn năm mới là đại yêu. Vậy nên tới được vạn năm thì phải trải qua rất nhiều trở ngại. Sau khi Dương Bách Xuyên biết được những điều này, hắn đang nghĩ xem có nên đi tìm tim của yêu thụ quỷ mẫu hay không. Dù sao lão già Đông Nhan này cũng đã chuẩn bị rất nhiều đồ để moi được thiên tài địa bảo này. Nếu như bỏ đi thì thật là đáng tiếc. Nhưng suy nghĩ này lập tức bị Dương Bách Xuyên ném ra sau đầu, bởi vì hắn biết trên con đường cầu đạo có rất nhiều việc mà hắn không thể làm. Môi tim của yêu thụ quỷ mẫu đồng nghĩa với việc hủy diệt nó. Trong những sinh linh tu đạo, núi đá, cỏ cây là gian nan nhất. Dương Bách Xuyên cũng không có thù oán gì với yêu thụ quỷ mẫu này, hắn chỉ muốn có được một chút quỷ mẫu hoa lệ là đủ rồi. Dù sao thì đó cũng là tinh khí của đất trời khi yêu thụ khi đơm hoa kết trái, lấy đi cũng không có ảnh hưởng gì. Moi tim sẽ gây ra thương tổn rất lớn, vẫn nên thôi thì hơn. Huống chỉ nơi này còn có kẻ địch, giải quyết trước rồi tính sau. Cổ Liên Hoa và đại kiếm sư của Tiên Đan Lâu, đây mới chính là kẻ thù một mất một còn. Hắn đã từng thề với Kỳ Quân tiên nhân, phải hủy diệt đi thế lực này. Nếu như đã đối mặt thì hôm nay phải nghĩ cách giải quyết hai người này mới được. Nhưng trong mắt hắn, đại kiếm sư kia vô cùng nguy hiểm, hắn phải nghĩ cách đối phó. Quay qua nhìn, chẳng biết từ lúc nào Tuyết Hương đã hóa thành bản thể đánh nhau với đại kiếm sư, tạm thời thì Tuyết Hương vẫn chưa gặp bất lợi. Ở phía xa, Cổ Liên Hoa và hai thuộc hạ của nàng ta cũng đang quan sát cuộc chiến. Bây giờ thì tốt rồi, Đông Nhan đã bị hắn giết, trong tay cũng có nguyên ma đan mà ông ta chuẩn bị, có thể dùng để ngăn cách khí tức khỏi những cành cây nhỏ, không phải lo lắng sẽ bị dây leo tấn công. Đúng lúc để lấy quỷ mẫu hoa lệ. Trên cây còn có sau 7 bông hoa quỷ mẫu, đủ cho hắn dùng. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên bóp vỡ một viên nguyên ma đan, ngay sau đó quanh cơ thể hắn được bao phủ bởi một tầng khí màu đen. Hắn biết đây là đan dược Đông Nhan chuẩn bị để tránh né những nhánh cây của yêu thụ quỷ mẫu,
lúc trước hắn đã từng thấy, rất có tác dụng. Ngẩng đầu nhìn đóa hoa quỷ mẫu cách đó không xa, Dương Bách Xuyên nhún người nhảy lên, tới trước bông hoa, lần này không có ai làm phiền, cũng chẳng có nhánh cây tấn công, đủ thời gian cho hắn lấy được quỷ mẫu hoa lệ. Đơn giản bởi vì trong sách kỳ quân đan đã ghi rõ cách lấy. Dương Bách Xuyên đánh ra từng đạo pháp quyết vào những đóa hoa, ngay sau đó một cỗ khí lưu trong suốt bay từ trong ra ngoài, đây chính là quỷ mẫu hoa lệ. Thu. Đóng. Làm xong, Dương Bách Xuyên thu quỷ mẫu hoa lệ vào trong bình ngọc đã chuẩn bị trước, rồi đánh ra pháp lực phong ấn lại. Tiếp đó hắn bay tới trước bông hoa thứ hai, dùng pháp quyết tương tự. Sau khi lấy được ba bình liên tiếp, Dương Bách Xuyên không dừng lại mà lấy sang bông thứ tư. Ngay khi quỷ mẫu hoa lệ vào trong bình ngọc, đột nhiên hắn cảm nhận được nguy hiểm ở phía sau, hắn lập tức dùng minh văn đạo phù vọt sang một bên. Âm giác chỗ hắn đứng vừa rồi phát ra tiếng nổ, từng mảng lá cây rơi xuống. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn, chính là thuộc hạ Đại La Thượng Tiên của Cổ Liên Hoa. Nếu hắn không có tâm hồn cảm ứng, biết trước được nguy hiểm mà tránh sang một bên thì sợ là đã bị đánh trúng, không chết thì cũng trọng thương. Trong lòng tràn đầy tức giận. Lúc trước nhìn thấy hai Đại La này và Cổ Liên Hoa này đều đang ở trong kết giới kiếm khí của Đại Kiếm Sư, cách xa hắn, không ngờ lúc hắn thu quỷ mẫu hoa lệ lại tới đánh lén. Ha ha, tiểu gia vốn định đi tìm các ngươi, không ngờ nhanh như vậy các ngươi đã muốn tới tìm chết, cũng tốt, xử lý mấy người rồi sẽ đi giết nữ nhân Cổ Liên Hoa kia. Dứt lời, phút một tiếng, Dương Bách Xuyên biến mất ngay lại chỗ. Hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh một người, vung năm đấm về phía họ. Âm. Chỗ tốt của Minh Văn Đạo Phù là xuyên qua không gian để lại gần giết địch. Nhưng nếu đối phương có phòng ngự tốt thì cũng không dễ. Cú đấm của hắn vung thẳng tới đầu của đối phương. Không ngờ đối phương cũng vung quyền đánh trả hắn. Nhưng khi bình tĩnh lại, hắn thấy nằm đấm đang lao tới là của một người khác. Lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện, hai người này đứng rất gần, lưng tựa lưng, bọn họ đã có phòng ngự từ sớm. À tuy nhiên bên kia vẫn kêu gào thảm thiết. Bởi vì nắm đấm của Dương Bách Xuyên còn mang theo thanh liên tiên hỏa. Coi như là chơi bọn họ. Đại La Thượng Tiên vung quyền đối đầu trực diện với Dương Bách Xuyên. Hiện tại hắn hiểu rõ thực lực của bản thân. Lúc trước tu vi của hắn là Kim Tiên Đại Viên Mãn, nhưng khi đối đầu với Đại La Đại Viên Mãn thì vẫn hơi tốn sức, cần phải đánh lén mới giết được. Nghĩ lại Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy mình khá là trâu bò. Có chiến đấu vượt cấp cả một cảnh giới lớn. Sau khi đánh ra một chưởng, hắn lùi về một khoảng cách khá xa. Đối mặt với hai Đại La Thượng Tiên đã có phòng ngự. Chỉ là không biết tới tiên giới có còn dùng được nữa không, nhưng hắn nghĩ chỉ cần có thời gian ẩn thân, kết hợp với Minh Văn Đạo Phù thì cũng đủ để đối phó. Với hai Đại La này, nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên nở nụ cười, hắn chuẩn bị dùng thuật ẩn thân, sau đó lại vận công Minh Văn Đạo Phù, biến mất ngay tại chỗ. Vẻ mặt hai thuộc hạ của Cổ Liên Hoa lập tức thay đổi. Dương Bách Xuyên không biết thuật ẩn thân có tác dụng với tiên nhân tiên giới hay không, nhưng lúc này hắn thi triển ra, dù thời gian dài hay ngắn, trước khi bị hai tên Đại La Thượng Phẩm nhìn thấu, có thể tạo được tác dụng đã tốt lắm rồi. Hiện tại hắn không phải không có ưu thế gì cả, lực lượng khắc văn đạo phù có thể tăng thêm lực lượng cho hắn. Có thể xử lý bọn họ trước khi bọn họ nhìn thấy ẩn thân. Sau khi ẩn thân, Dương Bách Xuyên mượn dùng khắc văn đạo phù, xuất hiện trước mặt một người trong đó, lúc này hắn biết cơ hội chỉ có một lần. Có thể lấy mạng trong một kích là tốt nhất. Phá không kiếm. Cầm kiếm đầu long, thúc giục lực lượng trong cơ thể, kéo lực pháp tắc thiên địa, chém xuống người hai tên Đại La. Trước khi chém xuống, hai Đại La thượng phẩm không hề phát hiện. Kiếm khí cường đại và uy áp của pháp tắc tràn xuống, lúc này hai người kia mới cảm nhận được không thích hợp, nhưng đã không kịp tránh né. Cũng may hai người này vẫn luôn đề phòng, mặc dù Dương Bách Xuyên yên lặng xuất kiếm nhưng cũng đã kịp phản đòn lại. Chẳng qua lần phản đòn này rất yếu ớt, uy lực sụt giảm mạnh. Âm đùng. A. À, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một người ngăn cản bị thương nặng, bị Dương Bách Xuyên chém chết, một người bị kiếm khí đâm thủng bả vai, kêu thảm thiết nhanh chóng chạy trốn. Nhưng sao Dương Bách Xuyên có thể để hắn ta chạy trốn? Hiệu quả của thuật ẩn thân vượt qua dự đoán của hắn. Hiện tại hắn cực kỳ có tự tin. Thật ra hắn cũng xem nhẹ thực lực của mình. Từ trong ra ngoài, tất cả những gì hắn tu luyện và đoạt được đều cường đại hơn tiên nhân bình thường. Một kiếm chém xuống, một chết một trốn. Dương Bách Xuyên đuổi theo, đâm thủng đầu người này, thuận tiện dùng thanh liên tiên hỏa đốt cháy thành cho tàn. Phất tay, hai tiên khí chứa đựng chui vào tay. Giết người đoạt bảo liền mạch lưu loát. Lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy càng ngày càng tự tin. Cẩn thận nghĩ lại,
thật ra thủ đoạn thực lực của hắn cũng không tệ. Chẳng qua quá để ý sự chênh lệch cảnh giới, chính mình là kim tiên, đối phương là đại la, kém một đại cảnh giới, sao có thể đánh được. Giờ nghĩ lại, hắn tu luyện thần đạo, có 102 ở tiên giới, khởi đầu của bản thân cao hơn tiên nhân bình thường. Sau đó Dương Bách Xuyên nhìn về phía nơi ở của Cố Liên Hoa. Nữ nhân này chắc chắn phải chết. Vì một khối khắc văn đạo phù, có thể mạnh mẽ cướp đoạt, có thể đuổi theo hắn suốt 500 năm, hiện tại còn đuổi theo đến nơi này, rốt cuộc thù lớn đến mức nào. Nếu đối phương muốn mạng của mình, vậy hắn cũng không cần nương tay. Đừng tưởng rằng ta không ra tay với nữ nhân. Muốn sống sót, muốn cường đại phải tàn nhẫn với kẻ địch. Chỉ có kẻ địch, không có phân chia nam nữ. Cố Liên Hoa chỉ là một kim tiên mà thôi. Hắn có thể giết chết nàng ta trong nháy mắt. Lắc mình, Dương Bách Xuyên xuất hiện ở nơi ở của Cố Liên Hoa. Lúc này Cố Liên Hoa đang đứng trong vòng sáng của Đại Kiếm Sư. Dương Bách Xuyên chém một kiếm xuống vòng sáng kiếm khí. Âm! Vòng sáng chấn động. Dương Bách Xuyên giật mình, kiếm của hắn không thể phá vỡ vòng sáng kiếm khí. Hai thủ hạ bên người nàng ta chính là cao thủ Đại La Thượng Phẩm. Thừa sức đối phó với Dương Bách Xuyên. Không ngờ hai đại la kia lại bị Dương Bách Xuyên dùng thủ đoạn quỷ dị giết chết. Cố Liên Hoa bắt đầu sợ hãi. Dương Bách Xuyên lại ra tay, chém một kiếm lên trên kết giới kiếm khí. Ầm, kiếm khí bổ xuống làm vòng sáng run rẩy. Cũng may kết giới cường đại, Dương Bách Xuyên không phá vỡ được. Ầm, Dương Bách Xuyên lại bổ xuống một kiếm. Vòng sáng kiếm khí lại run lên, nhưng cũng chỉ như vậy. Cố Liên Hoa thầm yên tâm. Chỉ cần nàng ta không đi ra sẽ không có chuyện gì. Nàng ta quát mắng Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên, người có chút thủ đoạn đấy, nhưng muốn phá vỡ kết giới kiếm khí của Kiếm Gia Gia thì còn kém xa. Kiếm Gia Gia chính là Đại Kiếm Sư, đã bước nửa chân vào cảnh giới Hỗn Nguyên, tiểu tử ngươi còn kém xa. Thức thời thì giao ra khắc văn đạo phù, nếu tâm trạng của ta tốt, có khi sẽ để ngươi toàn thây, nếu không chờ Kiếm Gia Gia giết chết con súc sinh kia, cô nãi nãi. Sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Cố Liên Hoa lại là đại tiểu thư tiên đan lâu ngang ngược kiêu ngạo, bắt đầu đe dọa Dương Bách Xuyên. Nhưng, Dương Bách Xuyên ghét nhất bị người uy hiếp. Đặc biệt nghe Cố Liên Hoa mắng Tuyết Hương là súc sinh. Lửa giận trong lòng Dương Bách Xuyên bùng lên. Hắn vẫn luôn lưu ý cuộc chiến của Tuyết Hương và Đại Kiếm Sư. Lúc này cuộc chiến của hai người đã tiến vào trạng thái gay cấn. Không phân cao thấp. Hắn biết rõ sự lợi hại của Tuyết Hương. Nhưng tên đại kiếm sư kia chiến đấu với Tuyết Hương lâu như vậy lại không có dấu hiệu bị thua, đủ để thuyết minh thực lực của đại kiếm sư. Vì vậy nên Dương Bách Xuyên mới muốn ra tay chém giết Cố Liên Hoa. Đầu tiên, bản thân nữ nhân ngang ngược này muốn dồn hắn vào chỗ chết, nếu là kẻ địch muốn mạng hắn, vậy cần thiết giết, ai quan tâm nàng ta có thân phận gì, dù sao tiên đan lâu đã được định sẵn bị diệt. Thứ hai, lúc này giết Cố Liên Hoa sẽ làm đại kiếm sư phân tâm, lúc đó Tuyết Hương sẽ có cơ hội. Dương Bách Xuyên lạnh lùng nói, đại kiếm sư mạnh hay không thì ta không biết, nhưng ta biết hôm nay ngươi chết chắc rồi, thật sự cho rằng trốn trong mai rùa, ta sẽ không có cách nào. Nằm mơ. Dương Bách Xuyên mắng xong, trong lòng gọi Hắc Liên hỗ trợ. Ngay sau đó lực lượng thần hồn cường địa của Hắc Liên bao phủ cả người hắn. Tiếp theo Dương Bách Xuyên thúc giục càn khôn đạo nguyên vào trong kiếm đồ long, vận chuyển càn khôn tôi thể công, máu trong cơ thể vận chuyển cực nhanh vào trái tim, sau đó bùng nổ. Lúc này cả thân thể Dương Bách Xuyên tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây là lực lượng máu, hay nói cách khác đây là lực lượng thuần túy của thân thể. Dương Bách Xuyên gầm lên, phá cho ta. Kiếm khí bay ra ngoài, bổ vào vòng sáng kiếm khí. Âm, rắc, sắc mặt của Dương Bách Xuyên cực dữ tợn, cầm kiếm chém lên người Cố Liên Hoa. Ngươi dám, phía xa âm thanh của đại kiếm sư vang lên. Âm, có dám hay không Dương Bách Xuyên đều chém xuống. Cố Liên Hoa bị Dương Bách Xuyên chém thành thịt vụn. Cố Liên Hoa chết dưới kiếm của Dương Bách Xuyên. Đại kiếm sư nhìn thấy cảnh này, hai tròng mắt biến thành màu đỏ. Lần này rời núi, trên danh nghĩa Cố Liên Hoa kéo ông ta đi ra ngoài, trên thực tế chính lâu chủ Cố Diệp sai ông ta đi theo bảo vệ Cố Liên Hoa. Bởi vì Cố Diệp cũng muốn có được khắc văn đạo phù mà Cố Liên Hoa tra được. Cho nên trên danh nghĩa là Cố Liên Hoa có được, trên thực tế là Cố Diệp được lợi. Ở trong mắt người khác, quan hệ Yên Hoa và Cố Diệp là ông cháu, nhưng đại kiếm sư Hàn Dương lại biết rất rõ, Cố Liên Hoa là nữ nhi của Cố Diệp. Loại quan hệ này rất loạn, nhưng ở trong mắt đại kiếm sư Hàn Dương thì lại rất bình thường. Hơn vạn năm trước, nhi tử của Cố Diệp chết dưới tay Kỳ Quân, bởi vì Cố Diệp muốn cướp đoạt phương pháp luyện đan và thanh liên tiên hỏa từ trong tay sư đệ Kỳ Quân tiên nhân của ông ta.
nhi tử đã chết, con dâu còn sống, bản thân Cố Diệp là người háo sắc, kết quả. Có Cố Liên Hoa, đương nhiên Cố Diệp cũng coi như là nhân vật có uy tín danh dự trong thành Tiên Đan, vẫn cần mặt mũi nên nói Cố Liên Hoa là cháu gái. Những người cầm quyền của Tiên Đan lâu đều biết rõ chuyện này. Ở tiên giới, chuyện này cũng không kỳ quái. Quan trọng hơn Cố Diệp rất yêu thương Cố Liên Hoa, coi như hòn ngọc quý. Trên tay, muốn gì cho đấy. Lần này Cố Liên Hoa muốn cướp đoạt Khắc Văn Đạo Phù trong tay Dương Bách Xuyên, biết tin, Cố Diệp sai ông ta rời núi bảo vệ Cố Liên Hoa, cướp đoạt Khắc Văn Đạo Phù. Nhưng hiện tại Cố Liên Hoa đã chết, đại kiếm sư Hàn Dương chảy mồ hôi lạnh. Mạng của ông ta do Cố Diệp cứu, tất cả đều do Cố Diệp cho, là tùy tùng của Cố Diệp. Đương nhiên quan hệ của hai người rất tốt, Cố là người hầu, bọn họ giống như huynh đệ tốt. Hiệp chưa từng coi ông ta. Dù Cố Liên Hoa là cháu gái hay nữ nhi của Cố Diệp, nàng ta cũng trưởng thành dưới sự chứng kiến của Hàn Dương. Bây giờ Cố Liên Hoa bị Dương Bách Xuyên giết chết. Lửa giận của Hàn Dương lên đến đỉnh điểm. Ông ta muốn giết chết Dương Bách Xuyên trả thù cho Cố Liên Hoa. Dưới tình huống này, đạo tâm của Hàn Dương rối loạn, tràn ngập sát ý. Cơ hội của Tuyết Hương đến. Cao thủ quyết đấu, thắng bại trong giây lát. Dương Bách Xuyên giết Cố Liên Hoa vì thời khắc này, nhiễu loạn đạo tâm của đại kiếm sư, sáng tạo cơ hội cho Tuyết Hương. Quả nhiên sau khi nhìn thấy Cố Liên Hoa bị Dương Bách Xuyên chém chết, đạo tâm của đại kiếm sư Hàn Dương rối loạn. Tương đương xuất hiện sơ hở. Tuyết Hương nắm bắt cơ hội, tung ra chiêu thần long bài vĩ, quất đánh lên người đại kiếm sư. Phụt! Đại kiếm sư Hàn Dương bị một kích thần long bái vĩ của Tuyết Hương đánh bay ra ngoài. Ông ta bị đánh bay về phía yêu thụ quỷ mẫu. Từ lúc bắt đầu tiến vào không gian này, dù là Dương Bách Xuyên hay Tuyết Hương hay đám người Đông Nhan đều vô thức tránh né thân cây yêu thụ quỷ. Mẫu, không dám đến gần. Tiên nhân đều có cảm ứng mãnh liệt với nguy cơ, mọi người đều tránh né yêu thụ quỷ mẫu theo bản năng. Cho dù đánh nhau cũng đánh ở mảnh đất gần đó. Tuyết Hương không ngờ một đòn này của mình đánh bay đại kiếm sư Hàn Dương, va mạnh lên trên thân cây yêu thụ quỷ mẫu. Âm đại kiếm sư Hàn Dương va mạnh lên trên thân cây. Đúng lúc này không gian xảy ra biến đổi lớn. Âm ầm ầm. Mặc dù bị Tuyết Hương đánh bị thương, nhưng đại la viên mãn đỉnh phong cũng không phải quả hồng mềm. Sau khi cảm nhận được từng mạch máu của yêu thụ quỷ mẫu cuốn lấy chính mình, ông ta biến sắc, gầm lên, cổ kiếm trong tay phát ra ánh sáng chói mắt. Hừ, nghiệt xúc, đứt. Hàn Dương gầm lên chém ra kiếm khí cường đại. Ông ta chặt đứt một mạch máu thô to đang cuốn lấy mình. Âm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Hàn Dương chặt đứt mạch máu của yêu thụ quỷ mẫu. Nhân loại chết tiệt, bản tôn muốn ăn ngươi. Đại thụ che trời lấp đất phát ra âm thanh khàn khàn, rất châm, không rõ là nam hay nữ. Tuyết Hương, lại đây mau. Dương Bách Xuyên hét lên. Hắn nhận ra được không thích hợp, bởi vì máu của đại kiếm sơ Hàn Dương bản lên thân cây, làm yêu thụ quỷ mẫu thức tỉnh. Mặc dù trong trí nhớ của Đông Nhan, cần phải có quỷ mẫu hoa lệ mới đánh thức được yêu thụ quỷ mẫu đang ngủ say, nhưng đó là bởi vì Đông Nhan thèm muốn thụ tâm của yêu thụ quỷ mẫu nên chưa nói dùng các phương thức khác thì không thể đánh thức. Chỉ cần là sinh linh còn sống, bị người tấn công trong lúc ngủ say, chắc chắn có thể tỉnh lại. Chẳng qua cách của Đông Nhan là dùng quỷ mẫu hoa lệ làm yêu thụ quỷ mẫu mở ra thụ tâm, sau đó ông ta sẽ đào ra thụ tâm. Đây là cách an toàn nhất, lúc này lại bị mạnh mẽ đánh thức. Yêu thụ này hút máu, cảm giác vô cùng nguy hiểm cho nên hắn vội vàng hét lên, gọi Tuyết Hương xuống. Sau đó Tuyết Hương hóa thành hình người phi xuống bên cạnh hắn. Hai người đứng cách đó rất xa để quan sát. Mặc dù đại kiếm sư Hàn Dương chặt đứt mạch máu thô to của yêu thụ quỷ mẫu, nhưng dường như không làm yêu thụ quỷ mẫu bị thương, ngược lại càng chọc giận yêu thụ quỷ mẫu. Vèo vèo vèo. Trên thân cây bay ra 9 mạch máu thô to, dài hơn 100 mét, cùng tấn công. Về phía đại kiếm sư Hàn Dương. Gào gào gào, từng tiếng gầm vang lên. Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương nổi da gà. Bởi vì bọn họ nhìn thấy phần đầu của 9 mạch máu thô to kia mọc ra gương mặt giận dữ như mặt người, phát ra tiếng gầm rú động trời. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, 9 cái. Thụ yêu hơn 9.000 tuổi, sợ rằng rắc rối to rồi đây. Theo ký ức của Đông Nhan, theo ghi chép mà ông ta siêu tập được, mỗi ngàn năm yêu thụ quỷ mẫu sẽ mọc ra một mạch máu, hiện tại có 9 mạch máu, thiếu một cái nữa sẽ thành đại yêu vạn năm. Loại đại yêu này cực kỳ đáng sợ. Gào gào gào. Thiên kiếm cuồng xa. Đại kiếm sư Hàn Dương lao vào chém giết yêu thụ quỷ mẫu. Kiếm khí tung hoàng, đứng xa nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm nhận được kiếm khí sắc bén. Thầm nghĩ trong lòng, tên đại kiếm sư này rất lợi hại. Nhưng có vẻ yêu thụ quỷ mẫu mạnh hơn,
Chín mạch máu như chín con mãng xà tấn công đại kiếm sư Hàn Dương từ bốn phương tám hướng, kiếm khí của đại kiếm sư Hàn Dương tung hoành, ngăn cản chín mạch máu của yêu thụ quỷ mẫu. Tình hình trong sân rơi vào thế giằng co. Đại kiếm sư Hàn Dương tung chiêu đánh tơi bời chín mạch máu của yêu thụ quỷ mẫu. Nhưng đúng lúc này, yêu thụ quỷ mẫu thu chín mạch máu về lại bản thể. Sau đó đại địa chấn động, Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương mất thăng bằng, có vẻ ở dưới có sinh linh khổng lồ gì đó đang xuất hiện. Trong trận động đất dữ dội, mặt đất quay cuồng. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, một đám đầu người xuất hiện trên mặt đất nứt nẻ. Không, chính xác hơn thì đó là đầu cây. Những cành xuất hiện đầu tiên, sau đó là những cái đầu to lớn, những cái đầu o màu đỏ như máu, là cây. Yêu thụ thành tinh. Chúng nổi lên từ mặt đất với những tiếng gầm lớn. Một người cây cao 9 mét, có hình dáng giống con người. Chui lên từ dưới lòng đất. Điều đầu tiên Dương Bách Xuyên nghĩ tới chính là phân thân của yêu thụ quỷ mẫu. Bởi vì lão bất tử Đông Nhan từng nhắc đến yêu thụ quỷ mẫu có phân thân. Sau đó Dương Bách Xuyên nhìn xem, một người, hai người. Chỉ thấy sáu người cây nổi lên từ mặt đất, vẫn còn tiếp tục. Ba người cây nữa lần lượt xuất hiện. Lúc này, có chín người cây xuất hiện xung quanh cây chính. Chín người cây tượng trưng cho chín phân thân. Yêu thụ quỷ mẫu 9.000 năm tuổi. May mà không phải 10 phân thân xuất hiện. Nếu thật sự có 10 phân thân xuất hiện, nếu không sẽ rất náo nhiệt, đại yêu vạn tuổi. Dương Bách Xuyên đang nghĩ vậy, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi những người cây khổng lồ này xuất hiện, chúng chỉ bao vây đại kiếm sư Hàn Dương chứ không phát động tấn công. Lúc này, đại kiếm sư Hàn Dương dường như không chiếm được ưu thế, ông ta thở hổn hển, đề phòng với thanh kiếm khí cổ trong tay. Điều kỳ lạ là yêu thụ quỷ mẫu dường như vẫn đang trong trạng thái giận dữ đó. Chín phân thân người cây cùng lúc được thả ra, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì trong lòng cảm giác còn có nguy hiểm không biết vẫn tồn tại, Dương Bách Xuyên mơ hồ cảm thấy càng thêm đáng sợ. Giống như có thứ gì đó thực sự tồn tại trong bóng tối sắp lộ ra, nhưng nó vẫn chưa xuất hiện. Nhưng bây giờ có thể thấy rõ tình hình trên chiến trường, chắc chắn sẽ không có sinh vật sống nào xuất hiện. Sau khi yêu thụ phát điên, biến ra chín phân thân, bây giờ chúng đều đã ra ngoài, nhưng hắn vẫn cảm thấy vẫn còn rất nhiều nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi bên cạnh Tuyết Hương, Tuyết Hương, người có cảm thấy nguy hiểm không? Nghe được câu hỏi của Dương Bách Xuyên, Tuyết Hương nghiêm túc gật đầu và nói, ta cũng cảm thấy như vậy, như thể có một mối nguy hiểm cực lớn tồn tại trong bóng tối, hoặc đang dần tiếp cận chúng ta. Người cũng cảm nhận được. Dương Bách Xuyên lúc này mở to hai mắt. Nếu như chỉ có hắn có loại cảm giác này, có thể nói là ảo giác, bây giờ Tuyết Hương cũng nói như vậy, đã không còn là ảo giác nữa, mà là thật sự có nguy hiểm rất lớn. Rốt cuộc là sao vậy chứ? Dương Bách Xuyên nghĩ thầm. Tuy nhiên, vào lúc này lại xảy ra biến cố lớn, khoảnh khắc tiếp theo đã xác nhận mối nguy hiểm mà hắn và Tuyết Hương cảm nhận được. Lúc này, dưới lòng đất không hề có biến hóa đột ngột, cũng không có động đất dữ dội mà thân chính của yêu thụ quỷ mẫu lại đột nhiên phun ra máu. Con người đáng chết. Bản tôn phải ăn thịt các ngươi ha ha. Vẫn là giọng nói đó không phân biệt được nam nữ, khàn khàn. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương nhìn thấy toàn bộ yêu thụ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Bầu trời phía trên đầu đột nhiên tối sầm lại, một khoảng không nhỏ biến thành màu xám xịt. Sau khi yêu thụ quỷ mẫu phát sáng, nó biến thành một người cây khổng lồ trông trong suốt. Nó lớn hơn 9 cây trước đó gấp 10 lần. Một cây màu pha lê cao khoảng vài trăm mét, đường kính hơn 10 mét. Mạch máu bên trong hiện rõ, hoàn toàn có hình dáng con người. Hai con mắt to lớn treo ngược trên bầu trời, giống như hai mặt trời đẫm máu. Yêu khí cao như núi bao trùm đất trời, khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy tim mình đập dữ dội, hẳn biết đây là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. 10 phân thân, đại yêu vạn năm. Dương Bách Xuyên nhìn người cây khổng lồ, hay còn gọi là yêu thụ, đang che phủ bầu trời và mặt trời, nuốt nước bọt lẩm bẩm. Tính toán của Đông Nhan sai rồi. Trong trí nhớ của Đông Nhan, yêu thụ quỷ mẫu đã 9.000 năm tuổi. Nhưng bây giờ phân thân thứ 10 cũng đã xuất hiện. Đây chính là đại yêu vạn năm tiêu chuẩn. Lúc này, ngay cả Tuyết Hương cũng không khỏi nói, ta cảm thấy rất nguy hiểm, chúng ta phải nghĩ cách trốn thoát. Dương Bách Xuyên nghe Tuyết Hương nói, cười khổ, mấu chốt là dường như bây giờ không thể trốn thoát được. Được rồi, chúng ta xem thử có thể phá vỡ kết giới ở đây không. Dương Bách Xuyên nói với Tuyết Hương. Sau khi hai người thống nhất ý kiến, họ tiến hành tấn công kết giới, kết quả đúng như dự đoán của Dương Bách Xuyên, không thể lay chuyển được, kết giới. Đầy những cây mây,
và chúng chính là những cây mây âm lôi kỳ lạ trước đó. Nếu không có đan nguyên ma mà Đông Nhan chuẩn bị, hắn và Tuyết Hương đã bị truy đuổi và đánh bằng cây mây rồi. Bây giờ không có hy vọng thoát ra nên chỉ có thể nghĩ ra những cách khác. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo không cho họ thời gian hay cơ hội để nghĩ ra giải pháp. Bởi vì lúc này Dương Bách Xuyên phát hiện yêu thụ quỷ mẫu đã di chuyển. Tuy nhiên, có thể cảm nhận được năng lượng kiếm khí đang tỏa ra mạnh mẽ. Tuy rằng không nhìn thấy được bên trong đang xảy ra chuyện gì, nhưng Dương Bách Xuyên có thể tưởng tượng được, sẽ cực kỳ bi thảm. Tuy nhiên vị đại kiếm sư này cũng rất lợi hại, dưới sự bao vây của 9 người cây, ông ta chật vật chống cự, sức mạnh kiếm khí bùng nổ, cánh tay của người cây bị gấy từng tấc một, ông ta mạnh mẽ thoát ra. Dương Bách Xuyên nhìn thấy vết máu trên khóe miệng của đại kiếm sư, và ông ta chắc chắn cũng đã bị tổn thương rất nhiều. Lúc này, bản thụ hóa thành từ cây chính của yêu thụ quỷ mẫu cũng hành động. Chết tiệt! Với một tiếng gầm, một sợi mây trong suốt như pha lê, mỏng như roi, đánh thẳng vào đại kiếm sư. Đoàn với sức mạnh của âm lôi. Hắn nhìn thấy sắc mặt đại kiếm sư thay đổi đáng kể, ông ta gầm lên, tịch diệt kiếm, chém cho ta. Đối mặt với ngọn roi như tia chớp của yêu thụ quỷ mẫu, đại kiếm sư cảm nhận được mối nguy hiểm, chém ra một kiếm. Dương Bách Xuyên rõ ràng cảm nhận được uy lực của thiên địa pháp tắc, hắn âm thầm thở dài trước uy lực của thanh kiếm này, tự hỏi mình có thể đỡ được một thanh kiếm như vậy hay không. Chẳng mấy chốc, hai cuộc tấn công đã nổ ra. Bùm! Cảm giác như không gian nhỏ bé này lúc này đang rung chuyển, sắp sụp đổ. Dương Bách Xuyên hy vọng rằng cuộc va chạm giữa yêu thụ quỷ mẫu và đại kiếm sư sẽ phá vỡ kết giới ở đây, hắn xế không chút do dự trốn thoát. Tất nhiên đây chỉ là ảo tưởng, bởi vì sau lần va chạm này, thanh kiếm của đại kiếm sư không hề làm rung chuyển một sợi dây leo nào của yêu thụ quỷ mẫu. Dương Bách Xuyên cũng biết rằng dây leo trên yêu thụ quỷ mẫu chắc chắn không đơn giản. Quả nhiên, chuyện tiếp theo đúng như dự đoán. Kiếm của đại kiếm sư Hàn Dương không những không lay chuyển được cây mây của yêu thụ quỷ mẫu mà còn bị cây mây đánh trúng. À! Những tiếng hét bi thảm cho thấy đại kiếm sư đã chịu tổn thất lớn và bị thương nặng. Cơ thể chính của yêu thụ thực sự mạnh hơn bản sao của nó. Chỉ bằng một đòn, đại kiếm sư Hàn Dương đã bị đánh bay. Khoảnh khắc tiếp theo, 9 phân thân biến thành dây leo, ngay lập tức nhốt đại kiếm sư Hàn Dương đang bay về phía sau. Vô số dây leo quấn quanh người đại kiếm sư, khiến ông ta không thể cử động được. Lúc này, Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương đều sợ hãi. Hai người cách chiến trường 800-900 mét, hoàn toàn ở rìa. Nhìn thấy đại kiếm sư Hàn Dương bị xử lý, Dương Bách Xuyên không hề có cảm giác vui khi kẻ thù bị giết, trái lại, hắn cảm thấy bất an. Bởi vì hiện tại hắn phải đối mặt chính là yêu thụ vạn năm. Đây thực sự không phải là trò đùa. Hắn cảnh giác trong lòng và chuẩn bị sẵn sàng. Hắn sợ rằng khoảnh khắc tiếp theo lão yêu thụ sẽ tập trung vào hắn và Tuyết Hương. Trong lúc nhất thời, Tuyết Hương đột nhiên đẩy Dương Bách Xuyên, hét lớn, cẩn thận. Vốn dĩ hắn vốn tưởng rằng sẽ không chọc tức yêu thụ quỷ mẫu thì nó sẽ không tấn công hai người bọn họ, nhưng hóa ra hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn và Tuyết Hương vốn đã ở trong lãnh địa của yêu thụ quỷ mẫu, đối với yêu thụ quỷ mẫu mà nói, bọn họ là kẻ thù, sau khi trói chặt đại kiếm sư, bây giờ lại quay sang chống lại hắn và Tuyết Hương. Đồ long kiếm trong tay lóe lên, Dương Bách Xuyên nghiến răng nghiến lợi nhìn, lúc này Tuyết Hương đang bị hai cây mây nhỏ đánh, nhưng hắn vẫn đang xử lý. Phía sau còn có tiếng huýt sáo, khi hắn quay người lại thì thấy một sợi mây pha lê kèm theo sấm sét lao về phía mình, khí thế mạnh mẽ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 160.